Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp phần còn lại nguyên do và hành trạng của Lục Tổ Huệ Năng. Thì vừa qua thì chúng ta học đến cái giai đoạn là Tổ Hoằng Nhẫn đã đưa Tổ Huệ Năng vào giữa đêm khuya mà đưa qua. Thì khi mà xuống dưới đò đó, thì giữa hai người đối đáp. Thì khi mà Tổ Hoằng Nhẫn nói là để ta đưa cho ngươi đi qua sông, thì lúc đó Tổ Huệ Năng là hàng đệ tử, đâu dám để thầy mình chèo đò. Nhưng mà nói một câu cũng đầy ẩn ý: khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Tức là nói một câu là vừa để tỏ lòng là khiêm cung với thầy, là ý là thực tế là muốn nói thầy ngồi đi, con là đệ tử, để con chèo đò đưa thầy qua sông. Nhưng mà trong cái đó chữ độ nó cũng ngầm cái nghĩa là người này đã đạt đến bờ kia rồi, đã vượt qua được dòng sinh tử rồi, đã đạt đến cái chỗ nhận ra được chân tâm Phật tánh rồi. Thì vậy chính vì chỗ đó mà cho nên khi mê thì thầy độ. Tức là bây giờ chưa có giác ngộ được thì nhờ học hỏi thế này thế khác. Nhưng mà khi ngộ rồi con tự độ lấy con. Cái câu đó nó rất là hay. Cái tông chỉ của Phật Pháp nó là như vậy. Bản thân của mỗi con người chúng ta phải tự giác ngộ lấy, chứ không phải là nhờ người khác giác ngộ giùm. Người khác chỉ chỉ điểm cho chúng ta cái cách giác ngộ. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng khuyên dạy chúng ta là hãy làm hòn đảo cho chính mình, và hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đây là điều quan trọng. Không ai có thể đi giùm được cho mình cả. Tức là Phật là bậc đạo sư, là người thầy dẫn đường, là người chỉ lối cho chúng ta đi, và chúng ta là người phải tự nỗ lực để đi. Cho nên ở đây chúng ta cần học, ở đây chúng ta cần hiểu một điều nữa. Cái người đi hộ niệm cho pháp môn tịnh độ cũng cần phải để ý chỗ này. Nếu không khéo đạo Phật trở thành mê tín và dụ cho người ta mà một cách sai lầm, cả đời không tu tập, đến khi lâm chung rồi á, ban hộ niệm đến vài 300 người để đến mà hộ niệm, và sau đó là công bố lên là người này đã được vãng sanh rồi. Cái điều này so với một cái tiến trình tu học theo Phật Pháp nó lại là hoang đường. Nó lệch đi với tính nhân quả vô cùng lớn. Có thể về mặt tín ngưỡng trong đạo Phật thì chấp nhận được. Tín ngưỡng thì bằng niềm tin thì cái gì cũng có thể lý giải được bằng niềm tin.
Nhưng mà để gọi là tiến trình nhân quả và sự giác ngộ thực chứng là cái chuyện đó nó hang đường. Phải nói là như vậy. Một người không có tu tập cái nhân tốt sẽ đọa vào trong đường xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chẳng hạn. Mà bây giờ tất cả chúng ta xúm lại hộ niệm để rồi cuối cùng người đó được giảng sanh. Chúng ta không khéo biến đạo Phật trở thành như những tôn giáo thần quyền khác một cách ảo tưởng. Nếu thật sự điều đó nó được như vậy thì Đức Phật làm gì mà khuyên chúng ta nên nỗ lực cần tu? Chúng ta thấy công phu chiều chúng ta đã có đọc một cái bài gì? Các tổ khuyến khích người ta sao? Cần tu gì? Cần tu tợ lửa cháy đầu. Ghê gớm không? Câu này hay lắm. Đừng cho sái bụi như chầu đế dương hả? Xét thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, lo phương cứu mình. Mà cái câu là cần tu tợ lửa cháy đầu á, đó là một lời động viên. Mình cháy đầu là mình phải tự dập lửa trước để tự cứu sinh mạng lấy chính mình. Cái lửa cháy đó là lửa vô thường, lửa sanh tử, nó thiêu đốt, nó rượt đuổi mình. Và con người mình cần phải nỗ lực để chạy thoát, chứ không ai giải thoát giùm cả. Và vì vậy khi chúng ta tu tập, và chúng ta tu nếu lệch lạc đi, biến đạo Phật trở thành một cái dạng tín ngưỡng thông thường như thế, thì chúng ta vừa sai với Phật học, mà vừa gạt những cái người mà chỉ có niềm tin suông là nguy hiểm, và vô tình đẩy cho con người ta trở nên bê bối và buông lung trên con đường tu hành, ỷ lại vào cái sự trợ niệm đó. Nếu sự thật trợ niệm để giúp cho người ta giảng sanh được, mà người đó không có năng tố giảng sanh mà vẫn giảng sanh được, thì trên cuộc đời này cần gì tu? Chúng ta cứ đi làm kinh tế, chúng ta cứ sống theo nghiệp ác, rồi chúng ta để lại mớ tiền đó. Trước khi ba chết, má chết, nghe nhớ là kêu cái ban hộ niệm nào đó đó, 5-7 ngàn người gì đó về đây hộ niệm để cho ba má được giảng sanh như con. Chúng ta mua con đường giác ngộ bằng con đường tiền là như vậy là không bao giờ có được. Chúng ta học Phật phải thấy rất rõ, tôi không có phủ nhận cái giá trị hộ niệm. Hộ niệm là trợ niệm mà. Còn cái chánh niệm là phải đương thân người đó mới làm được. Có nghĩa là chánh nhân người đó có nhân tố giảng sanh hay không, thì cái trợ niệm này là một trợ duyên rất lớn để giúp cho người đó được chánh niệm mà giảng sanh. Đây là điều quan trọng. Chúng ta tu tịnh độ cũng phải hiểu cái cốt lõi này. Một người không có nhân tố giảng sanh lấy cái cơ hội gì mà giảng sanh được. Cho nên người được giảng sanh mà nhờ ban hộ niệm là phần trợ niệm để giúp người đó trên tiến trình giảng sanh được tốt đẹp. Còn người đã không có nhân tố giảng sanh thì 500 ngàn người hộ niệm về đây cũng thế mà thôi. Chẳng qua cái đó nó cũng tăng thêm một chút phần gì đó, phước báo hay là cái trợ duyên một chút gì đó. Có nghĩa là không có lợi ích, mà có lợi ích chúng ta phải hiểu lợi ích nó ở mức độ nào. Chứ đừng làm cho người ta quá chủ quan và tin cậy về điều đó, và không khéo làm cho con người ta hụt hẫng khi giác ngộ, người ta nhận ra được chân lý của Phật Pháp. Khi người ta giác ngộ được rồi, người ta nhận ra được chân lý rồi, người ta cảm thấy hụt hẫng vô cùng, thì cái cách của mình làm đạo như vậy nó sai với lời Phật dạy một cách rất cơ bản như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái phương tiện đưa ra trợ niệm là cái tốt, là cái tình người, là nhằm chia sẻ với người trong lúc sanh tử, biệt ly. Người học Phật làm việc đó rất đúng, rất từ bi. Và đó cũng là một cái cách thức để giúp chúng ta truyền giáo, để tiếp cận với quần chúng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, độ sanh là quan trọng chứ không phải độ tử quan trọng. Đức Phật không có quan trọng độ tử, Đức Phật quan trọng độ sanh. Còn độ tử là phương tiện sau này, và cái phương tiện nhất là ở Trung Hoa. Chúng ta phải thấy như vậy. Việt Nam chúng ta ảnh hưởng, nó sống như thế này, nó có tri thức như thế này, có nhận hiểu như thế này, nó có hành động như thế này, mà độ nó không nổi. Đến khi nó làm một cái quan hồn hay là thân trung ấm, lấy gì độ, lấy gì giác ngộ? Hàng Bồ Tát còn mê khi cách ấm mà, thì chúng ta là như thế nào? Một hàng phàm phu đầy nghiệp chướng như vậy á, là chúng ta hộ niệm mới được giảng sanh.
Chúng ta khuyến khích mọi người hộ niệm, chúng ta thành lập ban hộ niệm, nhưng cũng cần phải giải thích, phân tích để người ta hiểu được ý nghĩa và mục đích của hộ niệm, chứ không phải đầu độc người ta chỉ bằng niềm tin suông như vậy. Cái đó không khéo chúng ta cũng không khác gì với một vài cái tôn giáo thiếu đạo đức. Nói một cách rất thẳng thắn như vậy, chúng ta phải vì lợi ích của chúng sinh là quan trọng, chứ không phải vì bản ngã của chúng ta là quan trọng. Có những khi chúng ta làm bản ngã một cái sự thu hút nào đối với vài quần chúng tín ngưỡng đó, tội lỗi vô cùng. Ngày xưa với pháp hội của tổ Bách Trượng mà có một vị mà ông già chồn đó, chỉ sai một lời của Phật 500 kiếp đọa làm chồn. Chúng ta phải thấy như vậy. Còn bây giờ nếu chúng ta không khéo sai với tông chỉ của Phật giáo bao nhiêu ngàn kiếp đối với chúng ta, một vị chân tu, một vị nói nhầm như vậy mà còn như thế. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ cái cốt lõi của Phật Pháp. Cho nên cái câu khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ lấy con. Phải nỗ lực cần tu tự thân của mọi người, cần tu tập trao rèn đạo đức hành tu tịnh độ, cần phải dung bồi nhiều cái công hạnh phúc đức làm ra và hồi hướng để tạo cái nhân tố vãng sanh thì chúng ta mới vãng sanh được chứ. Quan niệm của tôi vãng sanh như tái sanh à. Tôi không có cho vãng sanh là niết bàn là thành Phật. Vãng sanh là điều có, cái đó nằm trong khả năng của tất cả chúng ta và khả năng của mọi người. Thành Phật thì trăm nan vạn nan, chứ vãng sanh thì rất dễ. Dễ không mang cái nghĩa là ở không mà được vãng sanh, có nghĩa là vãng sanh đó trong cái sự khả năng của chúng ta ứng dụng có thể đạt đến được trong cái cuộc đời phiền nhiễu và phức tạp này. Nhưng mà cái thành Phật trong cuộc đời phiền nhiễu và phức tạp này thì nó khó đó. Khó thật á. Để thành Phật tại cuộc đời này khó lắm. Ma dương, ma đăng già, mọi thứ quỷ thì nó nhiều lắm, những chướng duyên, những phiền não rất là nhiều. Còn vãng sanh là cái chuyện đó, thay vì tái sanh cõi trời hay tái sanh những cái nơi đất lành thì chúng ta tái sanh về tịnh độ. Quan trọng nhất cái định hướng và hồi hướng của chúng ta. Và chúng ta phải có nhân tố, bản thân mọi người phải có nhân tố vãng sanh thì nó mới vãng sanh được chứ. Còn nếu chúng ta không cần đi qua cái con đường nhân tố để vãng sinh, chúng ta thành Phật tại cuộc đời này thì quá tuyệt vời. Nhưng mà sợ cái khả năng phàm phu của chúng ta không đủ sức về điều đó. Thì đây một cái câu nói này nó làm cho chúng ta có nhiều cái ý tưởng. Và lúc đó tổ Hoằng Nhẫn mới dặn dò: ngươi đi rồi 3 năm sau ta sẽ tạ thế. Rồi sau đó tổ Hoằng Nhẫn mới quay trở về, 3 ngày không ra khỏi tư thất của mình. Đồ chúng đến hỏi hòa thượng có bệnh gì không. Hòa thượng nói bệnh thì không, nhưng mà y pháp đã về phương Nam rồi. Hỏi ai đã đặng, thì tổ nói là người nào có khả năng thì đặng. Câu đó giống như là ông ơi tôi ở bụi này, giấu cho đã cuối cùng khai. Thì nói thẳng ra thì trong vấn đề này nó tế nhị cái gì thì chúng ta chưa hiểu hết được ý tổ. Nhưng đúng ra nếu mà tổ bảo vệ như vậy thì chỗ bảo vệ một thời gian nữa đó thì nó hay hơn, chứ tại sao tổ khai sớm quá. Cho nên ở đây mà khi mà hỏi như vậy á, thì lúc đó là mọi người biết đó là ai? Là Huệ Năng. Và vì vậy trong đó cái người mà làm một cái vị quan tứ phẩm của triều đình mà bây giờ đi tu đó, đó là Huệ Minh. Dẫn mấy trăm người đuổi theo, 2 tháng như vậy đã đuổi kịp tổ Huệ Năng. Đuổi được kịp tổ rồi thì Huệ Năng thấy rằng chạy không thoát, cho nên nó để y bác bên cái phiến đá đó và ẩn vô một cái bụi lùm trốn. Khi lúc đó Huệ Minh thấy cái y bác mừng quá, nhảy lại ôm bợ lên. Thì khi đó bợ lên thì sao? Bợ không nổi. Lúc đó bợ không nổi sực tỉnh liền. Ngay đó sực tỉnh liền, hiểu cái mật ý ở trong này, cái quyền diệu ở trong này không phải đơn giản bằng sự tranh giành. Cho nên đổi tâm niệm ngay: này nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bác.
Lúc đó Tổ Huệ Năng ở trong một cư sĩ 20 mấy tuổi thôi, lượm thượm ở trong bụi bò ra, nãy giờ trốn mà. Bò ra mới nói này, nếu mà vì pháp mà đến thì hãy ngồi yên nghe ta nói, và để cho Huệ Minh im lặng trầm tư lắng tâm. Chứ Tổ Huệ Năng đâu có nói liền. Khi lắng tâm rồi á, ngài mới bắt đầu, ngài mới trút vô một cái câu: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Ngay đó Huệ Minh tỉnh ngộ. Cái này gọi là đại ngộ. Cái này chúng ta phải thấy cái duyên ngộ đạo nó kỳ đặc như vậy. Ở dưới trướng của Tổ Huỳnh Mai, bao nhiêu năm trời tu tập không ngộ, nhưng mà một câu nói của Tổ Huệ Năng đúng thời ngộ. Chúng ta mới thấy đây là duyên ngộ đạo. Cho nên ngày xưa khi mà chúng ta nhớ kỹ cái duyên ngộ đạo của Lâm Tế cũng vậy. Ngài ở với pháp hội của Tổ Hoàng Bá, đúng không? Bao nhiêu năm không ngộ, mà đi lúc nào lên hỏi thầy thế nào là đại ý Phật Pháp. Tổ bị đánh ba hèo rồi trở xuống. Mà bao nhiêu lần lên hỏi điều như vậy, cả suốt 3 năm. Buồn quá, cho nên ngài mới lên đảnh lễ với thầy mình: con không có duyên ở đây, cho nên là con xin được đi nơi khác để học. Rồi cuối cùng á, Tổ Hoàng Bá mới nói: muốn đi học thì ta sẽ giới thiệu cho ngươi. Đi đó là đi đến tìm ngài, ngài Đại Ngu. Khi đến với ngài Đại Ngu rồi á, khi đến đó mới vô hỏi: ngươi ở đâu đến? Nói là con ở dưới pháp hội của Hoàng Bá đến. Cái hỏi là: ngươi đến đây là vì sao? Nó là 3 năm rồi con ở với thầy, con chả được cái gì cả. Mỗi lần hỏi đại ý Phật Pháp là gì, thầy con đánh ba hèo đuổi xuống. Con buồn quá con đi, và thầy con mới giới thiệu con đến đây gặp Hòa Thượng. Khi lúc đó đó, ngài Đại Ngu mới nói, cười khà khà khà, nói là tâm lão bà đã chỉ cho ngươi hết tất cả cái yếu điểm của Phật Pháp rồi. Đó là một cái tâm từ bi của lão bà, còn thiếu chỗ nào nữa mà ngươi đến đây. Ngay đó ngài Lâm Tế ngộ. Sau khi ngộ rồi mới lại từ tạ quay trở về. Tự nhiên nó mới đi mấy bữa quay về nữa. Ông thầy hỏi: sao vậy? Nói: ngươi học được cái gì? Tổ Lâm Tế thoi trong thầy 3 thoi. Ngày đó Hoàng Bá cười. Chứ chúng ta đây bị thoi cái nổi máu lên, đúng không? Nhưng mà ngay đó ngài thoi, ngài ngộ ra được. Như vậy thì bây giờ ở với Tổ Hoàng Bá mà cái duyên ngộ đạo chưa có, phải đi đến cái duyên ngộ đạo là của ngài Đại Ngu. Mà các vị thấy rất tuyệt vời ở chỗ là các bậc thầy hiểu như nhau như một, không khác. Mà giống như tôi nói với quý thầy cái câu chuyện vừa rồi, cái chuyện mà gọi là sanh ư tử ư đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái ngay cái định điểm đó là không khác, và các bậc thầy hiểu nhau như một. Cho nên tại sao bao nhiêu vị thầy mà không giới thiệu mà ngài Hoàng Bá lại giới thiệu ngay ngài Đại Ngu? Cho nên biết rằng cái duyên của ngộ của đệ tử mình đến thời điểm đó là phải ngộ ngay thời điểm đó. Như vậy Thượng Tọa Minh ở đây cũng vậy. Ở với ngài Hoàng Nhẫn bao lâu không ngộ, nhưng mà chỉ cần một câu của ngài Huệ Năng lại ngộ. Cái một câu đó không phải đơn giản. Nếu không có sự suy sụp tinh thần ngay cái chỗ bưng bát không lên, thì chắc gì có cái sự ngộ của ngài Huệ Minh ấy. Quý thầy thấy cái chỗ này ghê lắm à. Tôi tin rằng cái câu ngộ của Thượng Tọa Huệ Minh á, ngộ gì suy sụp tinh thần ngay cái chỗ bưng bát mà không đứng dậy được. Cái suy sụp tinh thần ở chỗ đó là nó rỗng rang, nó đã bị một cái chấn động tinh thần, nó đã rũ hết tất cả bao nhiêu ý niệm sân si tham vọng ở trong đó rồi. Ngay cái đó nó giống như một cái miếng đất trống rồi. Bây giờ một hạt giống lành rễ vào là lên tốt liền. Cái thời điểm chín mùi ngay thế. Mà lúc đó Tổ Huệ Năng lại nói một câu đúng thời nữa: ngay hãy để yên tâm mà nghe ta nói. Tức là ngay cái đó nó làm cho
tất cả những vọng niệm đều rũ rượi, rũ hết tất cả. Và chính cái chỗ đó, cái điểm đạo của Ngài Huệ Năng đúng chỗ và đúng thời, đúng lúc, Ngài Huệ Minh ngộ liền. Cái này gọi là đại ngộ. Cái ngộ nó mang tính cách là từ xưa giờ chưa nhận ra, hôm nay nhận ra là ngộ chứ chả có gì. Cái đó nó vốn từ xưa giờ như vậy, nhưng mà chưa nhận ra được, hôm nay nhận ra cái vốn như vậy. Tổ Huệ Năng ngộ cũng không ngoài ý đó. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng chỗ này. Cho nên cái duyên ngộ đạo của chúng ta nó rất là kỳ. Cũng giống như Hương Nghiêm Trí Nhàn mà không có bao nhiêu năm trời đau khổ về cái câu mà bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sinh ông ra là cái gì đó. Nếu không nhờ Ngài Quy Sơn mà cho một cái câu thoại đầu nghi vấn như vậy thì làm gì có cái tiếng cách của cái cục đá văng vào trong đám tre mà để ngộ đạo như vậy. Thì cái này qua quá trình của Ngài Huệ Minh đã tu tập, đã công phu, nhưng mà chưa có điểm vào. Hôm nay ngay cái thời điểm mà rũ hết tất cả mọi ý niệm đó đó, là ngay cái thời điểm chín mùi tốt nhất. Cho nên khi ở dưới tổ Hoằng Nhẫn chưa có cơ hội đó. Cho nên duyên ngộ đạo của con người chúng ta nó rất là kỳ. Có những vị tổ ngày xưa đi dắp té cái ngộ. Nó có những cái nó rất là kỳ đặc như vậy. Thật ra cái này tôi không lý giải được. Tôi không ngộ bằng cách đó cho nên tôi không giải được. Mà tôi thấy nó có một cái gì đó, mình trù tượng về vấn đề đó. Dĩ nhiên đối với nhà thiền cái trù tượng này gọi là tử ngữ. Mình nói bằng cái suy đoán, cái tưởng tượng, cái là cái ngôn ngữ chết. Vì cái ngôn ngữ chết cho nên giảng hoài không có ai ngộ là vậy á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta học thì chúng ta tìm hiểu, nhưng mà sự tu tập của chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải xét lại cái vấn đề công phu của chúng ta. Chúng ta chưa đủ cái duyên và cái trình độ khả năng để ngộ như thế, thì chúng ta phải đi bằng con đường khác cho sự tu tập của chúng ta. Ở đây là những cách thức để chúng ta học hỏi, để chúng ta biết. Và vì vậy sau khi mà ngộ với cái câu là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Và lúc đó đó, Ngài Huệ Minh mới nói thêm là ngoài lời kính đáo ý mật đó còn có bí mật nào khác nữa chăng? Thì ngay đó Tổ Huệ Năng mới nói: đã nói ra với ông tức chẳng phải bí mật. Nếu ông tự soi xét lại mình thì chỗ bí mật chính là ở nơi ông. Mật ý là chỗ nơi ông, chứ không phải là do tôi. Nếu đã mật thì tôi không nói với ông được. Cho nên chúng ta mới nhớ kỹ rằng cái người tu tập là uống nước nóng lạnh tự biết là ngay chỗ này. Người khác không biết giùm cho mình được. Bậc thầy của mình nhận ra được là mình biết. Còn mật ý này chúng ta là tự biết, phải nói là như vậy. Cho nên người khác có làm cho chúng ta ngộ đạo không phải là do người khác làm ngộ đạo nơi ta, mà chúng ta nhận ý chỉ người khác để ngộ nơi chính mình. Chính mình ngộ nhận được cái của mình đó. Chứ không phải do từ nơi khác mà mang vào. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Và cuối cùng khi mà Huệ Minh coi như là từ giả để trở về á, thì ở đây cái này chúng ta có cái chỗ nghi vấn là Huệ Minh hỏi lại: từ nay Huệ Minh biết đi đâu? Ở đây Huệ Năng mới đáp là: đến viên thì dừng, gặp mông thì ở, Huệ Minh lễ bái từ biệt. Cái này tôi nghĩ người khác thêm vào một cách cho rập khuôn với lời của Tổ Quỳnh Mai mà dạy cho Tổ Huệ Năng. Nhưng mà cái gặp khuôn này nó không hay, và tôi cảm thấy không đúng. Bản thân của Huệ Năng là người lãnh nam, không biết xứ Quỳnh Mai là ở đâu mà hỏi đường để đến, phải không? Đồng thời trước khi đi không biết đường đi, nhờ thầy chỉ cho đường đi nước bước. Mà trái lại bây giờ làm sao lại biết đường mà để chỉ cho Ngài Huệ Minh? Cái này nó không hay. Cái này có cái tính cách là thêm thắt, nó nhầm. Dĩ nhiên là bản thân của Tổ Huệ Năng sẽ không rành đường đi nước bước bằng Huệ Minh được.
Tại vì người xứ lãnh nam mội rợ mà, làm sao hiểu được cái đường đi nước bước ở đó. Và người này đã làm tứ phẩm của triều đình thì dĩ nhiên đường đi nước bước ở nơi đất nước của họ là họ hiểu hơn chứ. Đó. Thành ra cái này chúng ta thấy nó có cái thêm thắt mà nó không được hay. Và sau đó Tổ Vệ Năng tiếp tục đi, và Tổ Quy Minh thì đánh lạc hướng với tất cả mọi người và nói là không thấy và quay trở về. Và lúc đó khi mà Tổ Huệ Năng con đường sau đó mười mấy năm trời lưu lạc, tức là ở trong rừng để trốn, tức là giống như một người tị nạn, cái duyên hoằn pháp chưa đủ mà. Và thời gian đó ở với một cái nhóm thợ săn, là một vị tổ ngộ đạo, là một người tu tập như thế mà ở với chung với những người gọi là làm nghề sát sanh. Và chính cái thân hình ốm yếu cho nên là bọn thợ săn là lúc nào cũng kêu giữ các cái giềng lưới. Và trong quá trình mà giữ lưới đó, nếu mà không thấy ai mà những con thú bị lọt vào đó, thì ngài mở lưới thả cho đi. Tức là phương tiện để mà thực hiện lòng từ. Đây là một cái trong những cái cách thức mà chúng ta cũng cần phải học tập. Đừng có cố chấp dính mắc một cách khư khư, thì đôi khi chúng ta không đem lại lợi ích lớn. Và khi ăn lại ăn rau luộc trong nồi thịt. Và ai có hỏi tại sao mà không ăn thịt, nói ăn không có quen, cái bụng không tốt, cho nên là chỉ ăn rau luộc trong nồi thịt là được rồi. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây cái gì? Có những người tu học ăn chay, cái quan niệm ăn chay cố chấp á, cái đó nó cũng không phải là cái cách thức của Phật giáo. Có những người vì ăn chay mà hại bản thân mình. Có những người ăn chay vì mất đoàn kết trong một gia đình do sự cố chấp của chúng ta. Có những người do ăn chay mà làm chướng mắt những người ở xung quanh mình. Chúng ta ăn chay mà cứ bô bô cái miệng đi từ đầu lường tới cuối xóm, ai cũng biết chúng ta ăn chay cho dù một ngày. Rồi đồng thời chúng ta ăn chay, chúng ta đi đến các đám xá mọi thứ, chúng ta làm chướng đi những cái người tổ chức. Cái việc ăn của chúng ta là tốt cho bản thân chúng ta, chứ cần gì phải phô bày. Và giá trị nó ăn chay hay ăn mặn đâu phải là một cục thịt bỏ vào miệng là có tội, cũng đâu phải mà một miếng cá bỏ vào miệng có tội. Chúng ta không có quan niệm bậy bạ như vậy. Nếu miếng thịt miếng cá đó từ trên trời rơi xuống thì chả có tội gì cả, cứ xúm nhau dành mà ăn thoải mái. Sở dĩ miếng thịt đó có tội là miếng cá đó có tội, nó không phải là tự thân nó mặn mà nó có tội bậy bạ. Và nếu chúng ta nói vậy là ai ăn rau cỏ có phước như vậy á, đi ăn cắp cọng rau người ta về ăn đi coi có phước không. Hay là nếu mà sự thật do ăn cỏ như vậy có phước như vậy, con trâu con bò nó ăn cỏ đó, phước nó lớn gì lắm mà, đúng không? Cho nên chúng ta phải cảm thấy rằng một miếng thịt bỏ vào miệng sở dĩ tại sao có tội, chúng ta phải hiểu, không truy nguyên ra được. Rồi cứ ái ố ăn chay ăn mặn cãi qua cọ lại, làm những chuyện vô ích. Sở dĩ miếng thịt hay miếng cá đó có tội là quan trọng là nó xuất phát ở từ đâu. Nếu miếng cá đó tự cá chết nổi lình bình ở dưới sông của tu viện Tường Vân này, ai mà vớt đem lên bỏ bếp Tường Vân nướng đi, rồi hồi chia nhau mà ăn, có tội nhiêu để hết lên đầu tôi nè, tôi đội hết cho. Cho nên không có những cái quan niệm ăn chay phải hiểu cái mục đích của nó, chứ không có bậy bạ như vậy. Tổ mà người ta còn ăn rau luộc bên nồi thịt mà, cũng vẫn là tổ thôi, chứ có ai nói là tổ mất phước. Hay là thì chúng ta sợ rồi nghe nói tổ cái chúng ta không dám nói. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Ngài cũng đâu nói gì đâu, ngài đâu nói tôi là tổ, đâu nói tôi ăn chay gì đâu. Cũng là tổ vậy, thiên hạ cũng kính trọng, cũng một bậc giác ngộ vậy. Cho nên tại sao chúng ta ăn chay, không phải là ăn chay cho sạch cái miệng, hay ăn chay để được người khác khen, hoặc thậm chí một người ăn cho khắc khổ, ăn muối ăn mè rồi này kia kia nọ, ăn khắc khổ ốm đói vậy thiên hạ kính trọng, quan đường
tu học bằng cái tưởng tượng. Cho nên một người tu phải nhận thức rất rõ tại sao chúng ta ăn chay. Mục đích chính đó là gì? Vậy thôi. Từ nguyên thủy Đức Phật đâu có ăn chay, mà cũng không phải ăn mặn. Đức Phật đi khất thực ăn, ai cho gì ăn đấy. Và khất thực với tinh thần không thấy, không nghe, không nghi. Gọi là tam tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục là ăn thêm một loài động vật nữa là chúng sinh nó tự chết, hoặc con vật này ăn hoặc coi kia còn thừa. Cái này các vị đọc lại trong Trung Bộ Kinh, lúc Đức Phật nói chuyện với một vị lương y là Jivaka đó. Hai cái đối đáp này chúng ta sẽ nhận ra được điều đó. Trong những bản kinh gốc Đức Phật đã dạy như thế. Cho nên hôm nay chúng ta ăn chay là hoàn toàn tốt, hoàn toàn hợp lý. Bởi vì thực phẩm của chúng ta không phải là động vật tự chết hay là một cách ngẫu nhiên, mà do từ sinh mạng của chúng sinh khác hy sinh cho bữa ăn của chúng ta. Như vậy mất lòng từ và cộng nghiệp ở chỗ này. Chứ còn nếu mà ở trên trời cứ gớt thịt xuống, cứ lượm hàng ngày cứ ăn thoải mái, mắc gì, chả sao cả. Cho nên chúng ta và tu và học như thế này, chúng ta mới thấy rằng đừng có cố chấp. Có những cái chúng ta cố chấp mà làm cho người khác phải bận lòng, mà đôi khi chúng ta không phải là tội lỗi gì cả, và cũng đâu phải do mình cố chấp để mình tăng thêm được phước báo. Nó không có là như vậy. Cái này chúng ta thấy rất rõ. Cho nên hành động của tổ ở đây chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Và mười mấy năm trôi qua như vậy, đã đến thời điểm cái duyên ngộ đạo như vậy. Và ngày khởi điểm đầu tiên là đi đến chùa Ẩn Tông ở Quảng Châu. Khi đến chùa Ẩn Tông rồi, gặp hai chú tiểu đang cãi nhau về phướng động hay là gió động. Một ông thì nói phướng động, ông nói gió động. Cãi hoài không có kết thúc. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng là một cư sĩ bước đến, thì đối với chú tiểu mà thấy cư sĩ nó cũng giống như cái chú tiểu ở Quỳnh Mai ấy. Thấy cư sĩ lượm thượm ốm yếu, có nghĩa là chê rồi. Nhưng mà khi đến rồi, ngài mới gặp: thưa hai nhân giả, chẳng phải phướng động cũng chẳng phải gió động, mà do tâm của hai nhân giả động. Câu nói này hai chú tiểu mặc dầu chưa có sở ngộ nhưng mà giật mình. Câu nói quá chuẩn, nó có một cái gì đó nó tuyệt vời, mặc dầu chưa cảm nhận hết ý. Cũng giống như Huệ Năng mà viết một cái bài kệ vô tướng ở Quỳnh Mai vậy đó. Chúng cũng giật mình, nhưng mà mặc dầu chưa cảm nhận hết ý, nhưng mà cũng thấy giật mình. Nó có cái điều gì siêu tuyệt đó, chúng ta chưa nhận ra hết được. Thành ra khi mà góp ý lời đó rồi, cả chúng nghe đều kinh ngạc. Và Ấn Tông ở đây là người giảng kinh Niết Bàn, thành thạo giảng kinh Niết Bàn. Mà cuối cùng Ấn Tông liền thỉnh ngài ngồi trên để hỏi nghĩa sâu kín. Thấy Tổ Huệ Năng nói lời giảng dị mà lý chánh đáng, chẳng theo văn tự, Ấn Tông mới nói: ngài chắc chắn không phải là người thường. Lâu nay vẫn nghe y pháp của Tổ Hoàng Mai đã về phương Nam, chắc là ngài đây chăng? Và Tổ Huệ Năng mới khiêm tốn đáp lại là: Huệ Năng nói không dám. Không dám của cái người Trung Quốc có nghĩa là tôi đó. Cái từ không dám là cái từ một từ thừa nhận một cách khiêm tốn, theo cái cách nói của người Trung Quốc. Chúng ta phải đấy vậy. Rồi nói không dám mà Ấn Tông là Ấn Tông liền làm lễ xin đưa y bát ra cho đại chúng xem. Như vậy câu đó nhấn là thừa nhận rồi, đúng không? Không dám có nghĩa là thừa nhận, chẳng phải là chữ chối bỏ. Thừa nhận một cách khiêm tốn bằng cái từ của người ta như vậy. Cái này từ theo cái khiêm tốn người ta. Và Ấn Tông hỏi lại ý chỉ truyền trao của Hoàng Mai như thế nào. Huệ Năng đáp: trao nhận tức là không chỉ luận việc thấy tánh, không luận bàn thiền định giải thoát. Thấy chưa?
vượt qua hết tất cả các cái cách phương tiện. Ngay cái lời nói đầu tiên đã thể hiện cái tính trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật rồi. Cái tính bất lập văn tự từ cái câu nói đầu tiên này, để thể hiện một con người lúc nào cũng sống được với chân tánh đó cả. Người đã đi thẳng vào bên trong nhà rồi, người đã giữ được ông chủ của mình rồi, đã sống được với ông chủ của mình rồi, là cái khả năng thấy tánh rồi. Thì thành ra một câu, hai câu, mười câu đều luận như thế cả. Câu trước, câu sau, tất cả mọi câu không khác hơn về cái cốt lõi của nó. Tông hỏi sao chẳng luận bàn thiền định giải thoát. Con đường thông thường của chúng ta là vậy. Thông thường của chúng ta là luận bàn thiền định giải thoát, tu tập giới, định tuệ này kia kia nọ, công phu công quả, tăng ít phước điền, tất cả những cái đó là những cái công thức tu tập thiền môn của chúng ta quen là như vậy. Nhưng mà người đạt được chân tánh không có qua giai đoạn phương tiện này. Chúng ta là phải học để hiểu à, khi người thấy tánh rồi nó không có cái phương tiện chấp lao phục dịch này. Nhưng mà người ta làm chết bỏ đó, nhưng mà không bao giờ lấy đó để làm công phu. Còn gì nữa mà công phu? Giống như chúng ta uống thuốc là vì chúng ta có bệnh. Người không bệnh thì đâu cần thuốc. Cho nên thuốc nó có giá trị với người bệnh, nhưng mà nó trở nên không có giá trị với người không bệnh. Như vậy người bị ung thư nó thuốc này hay lắm nè, người bị bệnh phổi nó thuốc này hay lắm nè, người bị bệnh tim nó thuốc này hay lắm nè. Thì hay đó, nhưng mà hay với ai bệnh đó đó. Chứ rồi bây giờ người không bệnh có đem thuốc ung thư nó hay lắm nè, không lẽ người đó lấy uống vô à? Đâu có chuyện đó. Cho dù nói hay đúng rồi, hay nhưng mà với bệnh ung thư thì nó hay đó. Người bệnh tim à, cái này với người bệnh tim nó hay đó. Còn người không bệnh thì hay là với người bệnh chứ không phải hay với tôi. Tôi có bệnh đâu mà hay hay là dở cái chuyện đó. Như vậy cái người đã kiến tánh thấy tánh rồi, cần gì vượt qua vấn đề lại Phật ngồi thiền này kia cái nọ. Tất cả những công phu công quả ngồi thiền tụng kinh niệm Phật là vì chúng ta. Chúng ta là phàm phu, chúng ta còn mê muội, chúng ta còn nghiệp chướng trần lao, thì phải đi bằng con đường của thần tú, thời thời cần phát thức đó, phải vậy thôi. Con đường công tu ngồi thiền bái sám, tất cả mọi thứ đều là tiệm tu, và phải đi qua con đường của ngài thần tú. Mọi siêng năng lao chùi chớ để dính bụi bặm là chỗ đó. Cứ từng ngày từng giờ công phu công quả tăng ít phước điền, lao chùa gì đó, niệm Phật tụng kinh bái sám, công quả tất cả cái đó là thời thời cần phát tất cả. Chúng ta chưa trực nhận tâm linh mà, chúng ta chưa sống được với ông chủ, chúng ta đang đi trên con đường để tìm cái đó đó. Cho nên chúng ta phải đi bằng con đường tiệm ngộ hay là tiệm tu. Nhờ tiệm tu và học hành chúng ta tiệm ngộ. Cái học và cái từ tu của chúng ta ngộ lần lần. Tôi đã nhận ra được những cái mật ý lần lần. Chúng ta nhận ra được những cái cốt tủy lần lần. Chúng ta tu 10 năm tâm địa của chúng ta sẽ khác với ban đầu chúng ta mới vào chùa. Những cái nhận thức của chúng ta bước đầu mới vào chùa thì so với hôm nay chúng ta đã khác xa. Và cái đó là chúng ta đã ngộ lần lần rồi đó. Chúng ta đang bắt đầu đi tiến sâu vào cái sự dụng công của chúng ta, sâu vào trong mạch nguồn của tâm thức. Cho nên khi người đi sâu vào trong mạch nguồn tâm thức thì người ta sẽ trở nên sống linh hoạt hơn, tự tại hơn mà lại ít lỗi lầm. Còn chúng ta sống với hình tướng á, thì chúng ta giữ hình tướng rất nhiều mà lỗi lầm cũng nhiều. Chúng ta giữ hoài mà lỗi hoài. Còn người đi sâu vào trong mạch nguồn của tâm thức á, thì người ta thấy dường như người ta không có làm gì nhưng mà người ta lại không lỗi. Giống như chúng ta mới học, mới tu, chúng ta giữ oai nghi khích rinh mà chúng ta cứ phạm oai nghi hoài. Còn cái người tu từ lâu rồi, tự nó là oai nghi chứ khỏi cần giữ. Người ta đâu có cần nghĩ để oai nghi, để đi đứng nằm ngồi sao đâu, mà tự con người của người ta là oai nghi rồi. Nó lại là như vậy. Còn chúng ta nhớ từng cái một, cái ăn, cái uống, cái nằm, cái nghỉ, cái này, cái kia nữa, nhưng mà chúng ta cứ vi phạm hoài. Và chúng ta càng giữ thấy con người mình giống như khúc gỗ đang di động đó. Tức là chúng ta kiềm chế, tức là kìm hãm con người mình một cái cách công thức. Nó là như vậy. Nhưng mà cứ làm,
Cho dù là công thức vẫn là những bước đầu tốt của những người bắt đầu tập sự xuất gia. Quan trọng nó là ở chỗ đó. Cho nên đối với Ngài Tổ Huệ Năng ở đây, Ngài luận thấy tánh chứ không luận thiền định giải thoát. Tại vì sao vậy? Cái thấy tánh rồi là cần gì mà thiền định, cần gì mà giải thoát nữa. Thiền định giải thoát là những người đang tập tu á. Còn tự thân họ đâu có bị cột trói đâu mà giải thoát. Một người giải thoát là một người từng bị cột mới cần giải thoát, đúng không? Còn người không có bị cột kia giải thoát, thoát cái gì? Chúng ta phải hiểu cái đó rất rõ đó. Cho nên tôi không nhớ cái lời của một vị tổ nào mà nói là ai trói lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Câu đó là như vậy. Ai trói ngươi đâu ngươi cầu giải thoát. Nếu ngươi không phải là phàm phu thì cần gì phải đi tìm với thần thánh lại làm gì? Và cái câu này dường như nếu không lầm là tổ Tăng Sáng cũng là giác ngộ cho tổ Đạo Tín bằng câu này. Khi tổ Đạo Tín cầu giải thoát thì tổ Tăng Sáng mới nói với Ngài Đạo Tín là ai trói cột ngươi. Ngay đó Ngài Đạo Tín ngộ. Có thấy gì không? Như vậy không ai trói ngươi, tại sao ngươi cầu giải thoát? Như vậy một con người tìm cầu giải thoát là có người bị quá nhiều cột trói, quá nhiều sự ràng buộc, chưa được thông dong, chưa được tự tại. Còn người được thông dong tự tại thì không có gì để gọi là cột trói cả. Cho nên trong kinh Duy Ma mà tư tưởng của Bồ Tát được nói là ti sử cư gia bất trước tam giới thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh là chỗ này. Tuy sống ở trong gia đình, ở trong nhà cửa, giữa cuộc đời như vậy, bất trước tam giới, nhưng mà trong ba cõi này còn không cột trói được tất cả quý ngài. Mặc dù sống ở trong cuộc đời như vậy, thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dù có vợ con đó, nhưng bản thân là đã tu tịnh hạnh rồi, không dính mắc với dâm dục, với những cái gì thông thường của cuộc đời nữa cả. Giống như viên kim cương có thảy vô trong hầm phân cũng không thấm bất cứ cái gì. Nó là như vậy. Thành ra cái để gọi là những người đã kiến tánh rồi, người ta sống có một sống cuộc đời kỳ đặc. Người ta vượt qua hết tất cả những rào cản thông thường, những oai nghi thông thường, như tế điên vậy đó. Như là một vài vị tổ thường làm như vậy. Cho nên trong thập một ngu đồ đó, chúng ta thấy cái hình ảnh cuối cùng là hình ảnh gì? Thõng tay vào chợ. Cái đó là một hình ảnh chúng ta thấy rằng một cái bàn tay không thương tích khi cầm thuốc độc sẽ không bao giờ bị thuốc độc nhiễm hại. Đây là lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Vậy thì những con người đó nắm thuốc độc mình thấy rất rõ, nhưng mà họ bình thường, còn tay chúng ta lỡ lét như cùi vậy đó mà nắm vô cây bỏ mạng liền. Đấy, chúng ta bắt chước đi. Đây là cái chỗ đó. Ta là người đang bị lỡ, đang bị cùi, thì không thể liều mạng để đút tay vào thuốc độc được. Phải tìm thuốc để chữa trị, phải băng bó cho bản thân mình. Còn người ta bàn tay không thương tích cho nên đụng thuốc độc nhưng mà không sao. Cũng vậy, chúng ta là đầy nhiễm ô phiền não, đầy tham vọng si mê, thì chúng ta chưa có thể tự tại được như các vị tổ. Chúng ta chưa có công phu công quả, chưa có công đức bằng cái chuyện tự tánh, thì chúng ta phải lấy thân này để làm công đức cho chúng ta bằng cách công phu công quả, hành trì. Điều đó là điều đương nhiên. Cho nên ở mức độ của tổ Huệ Năng thì không luận bàn thái, không có luận về giải thoát, về thiền định, chỉ luận về thấy tánh thôi. Nhưng mà đối với Ngài Ấn Tông là Ngài hiểu được bằng các con đường kiến giải, chưa được tự thấy tánh, thì thành ra Ngài mới hỏi là sao chẳng luận bàn thiền định và giải thoát. Hai câu nói chúng ta thấy khác biệt nhau hoàn toàn. Một con người hoàn toàn sống ngoài sự ràng buộc, sống tự do tự tại, sống với chân tánh rồi, không còn nhiễm ô, không còn phiền não. Cái ngay chỗ này tổ Huệ Năng đáp: vì pháp thân, vì pháp phân biệt đối đãi chẳng phải là Phật pháp. Pháp Phật là pháp không phân biệt đối đãi.
còn đem ra phân bua này kia cái nọ đó, còn phân biệt đối đãi. Tự tánh của nó là pháp không hai, cho nên pháp không hai này còn dùng ngôn ngữ thì chẳng phải là không hai. Chính vì chỗ đó ngài Di Ma Cật thể hiện cái sự im lặng ở pháp môn không hai là chỗ đó. Lúc đó Văn Thù vỗ tay khen, chính đây đó mới là rốt ráo chân thật của pháp môn không hai. Chúng ta thấy vậy á. Vì vậy ở chỗ này chúng ta thấy rằng đối với người thấy tánh, cái nói của người trước 1000 năm sau với người sau không có khác hơn. Vẫn nhất quán, có cách dụng ngữ nó khác mà thôi, chứ còn tính chất của nó không thay đổi. Chúng ta phải thấy chỗ này. Cho nên ngay đây ngày Ấn Tông lại hỏi thế nào là pháp Phật không phân biệt đối đãi. Huệ Năng đáp: pháp sư giảng kinh Niết Bàn làm rõ Phật tánh, ấy là pháp Phật không phân biệt đối đãi. Như khi cao quý Đức Vương Bồ Tát hỏi Phật rằng: những kẻ phạm 4 giới cấm nặng, làm 5 tội ngũ nghịch và bọn nhất xiển đề, có dứt mất thiện căn tánh Phật hay không? Phật đáp: thiện căn có 2, một là thường, 2 là vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, nên không thể dứt mất. Chúng ta thấy không? Ngài là dốt một chữ nhất là một cũng không biết mà lại luận giải kinh Niết Bàn. Như vậy không đọc kinh Niết Bàn làm sao hiểu được như thế này mà để trích dẫn ra nói như vậy? Cho nên tôi mới nói với quý thầy từ đầu, cái nói không biết một chữ nhất là một để thể hiện cái tính chất bất lập văn tự của tông chỉ từ thời thủy là Bồ Đề Đạt Ma mà thôi. Chứ không thể nào một con người thông minh bát lãm và chứng đắc như vậy mà không biết chữ nào. Dĩ nhiên có thể không phải là người chữ văn hay chữ giỏi, nhưng mà phải biết để đọc kinh đọc luận. Từ đây về sau quý thầy sẽ thấy rằng Tổ Huệ Năng dẫn chứng rất nhiều kinh luận. Nếu không đọc làm sao hiểu được mà dẫn chứng một cái câu từ trong kinh Niết Bàn như thế này. Cho nên quan điểm của kinh Niết Bàn là quan điểm về Đại Thừa, về cái tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Đây là quan điểm mà cái thời ban đầu rất khó ai chấp nhận cái quan điểm này. Và đối với mà Nguyên Thủy Phật Giáo lại càng khó nhìn nhận cái điều này nữa. Đối với cái nhìn của Nguyên Thủy Phật Giáo là Đề Bà Đạt La là người có tội phải đọa địa ngục. Cái hình ảnh làm thân Phật chảy máu phá hòa hợp tăng, cái tội này phải đọa vào địa ngục A Tỳ, không khác được. Nhưng mà quan niệm của Đại Thừa thì Đề Bà Đạt Đa không có đọa địa ngục, mà Đề Bà Đạt Đa cũng không phải là kẻ xấu, mà được quan niệm cho rằng đó là Bồ Tát nghịch hạnh, nhờ Đề Bà Đạt Đa mà Đức Phật sớm thành. Vậy thôi, đâu gì đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, phải không, khi thánh đệ tử của Đức Phật xuống thăm Đề Bà Đạt Đa lúc đó mà ở trong địa ngục, xuống thăm hỏi bây giờ ngài cảm thấy như thế nào, ngài trả lời câu: ta ở trong địa ngục nhưng cảm thấy an lạc như cõi tam thiền. Vậy thôi. Nếu một con người phạm tội ngũ nghịch và hay là tội lỗi như vậy đọa giả tỳ địa ngục thì làm gì tự tại thanh nhàn như thế? Điều này nó khẳng định rằng tánh Phật không thay đổi trong từng vị trí, từng phạm vi một. Tùy sở trụ thứ thường an lạc là chỗ này. Lên trời xuống địa ngục hay là ở đâu, trong đời ngũ trược hay là trong cõi cực lạc, tất cả cái này không thay đổi. Nó là như vậy. Cho nên đối với quan niệm của kinh Đại Bát Niết Bàn thuở ban đầu rất là khó được chấp nhận với những người theo tư tưởng Nguyên Thủy hay là ban đầu đối với những cái quan điểm khác. Chính vì chỗ này mà ngài đạo sinh trần ai vất giả bởi cái chỗ này. Khi kinh Đại Bát Niết Bàn chưa du nhập vào Trung Quốc, ngài đạo sinh là một trong 4 cao đệ của ngài Cư Ma La Thập. Ngài cho rằng tất cả những cái kẻ ác phạm tội ngũ nghịch hay là cái kẻ nhất xiển đề cũng có Phật tánh và có khả năng thành Phật. Nhưng thời đó người ta chống ngài, cho ngài là ngoại đạo, không ai tin được cái này. Và nhất là Nguyên Thủy Phật Giáo không thể nào chấp nhận được quan điểm này. Nhớ là như vậy. Nhưng mà ngài cảm thấy rằng ngài thấy rất đúng, nhưng mà không ai tin.
Không ai tin Ngài cái điều này. Cuối cùng ức quá, Ngài đi ra Ngài mé biển, Ngài sắp đá lên, chắc đá đá đông 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 như thế này, làm cho thay tất cả mọi người. Ngài mới la lớn lên trên giữa biển: ta nói rằng tất cả những kẻ ác mang tội ngũ nghịch như nhất xiển đề đều phải thành Phật, có phải vậy không? Tất cả các viên đá đều gật đầu, gật đầu, gật đầu. Giai thoại này nó đúc kết lại cho chúng ta một câu là: đạo sinh thiết pháp thật đề đầu là như vậy. Ngài nói đúng là đá cũng phải nghe. Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái quan điểm này là một quan niệm rất đại thừa và tinh thần nhập thế rất cao, và một phương tiện độ chúng sinh mới cùng tột là ở chỗ này. Cho nên đối với Đại Thừa Bồ Tát thì không có tách biệt đối với những kẻ ác, kẻ dâm nữ, kẻ làm chuyện gì đó, tất cả mọi thứ cũng không tách rời. Mang tinh thần của tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cái đồng sự là chỗ đó. Và chính cái này tôi mới giảng cái bài giảng là làm bạn với ma. Tôi có nói về điều đó. Muốn độ kẻ cướp là chúng ta phải là ăn cướp hơn nó mới độ được. Muốn độ kỹ nữ, chúng ta phải kỹ nữ hơn nó chúng ta mới độ được. Đây là tinh thần của Đại Thừa Bồ Tát. Và vì có một số người không hiểu cho nên càm ràm tôi về chuyện đó. Nếu nói muốn độ ăn cướp, chúng ta phải ăn cướp hơn, vậy chúng ta trở thành kẻ ác giết người cướp của, rồi làm sao mà chúng ta để trở thành lương thiện để độ chú độ nó được. Sai. Chúng ta đọc lại kinh bản sanh, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật đã từng làm gì trong đời quá khứ của Ngài, trong mỗi một kiếp đời của một súc sinh hay là một thân phận khác nhau như vậy. Hay là kinh Hiền Ngư cũng thế. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng đối với vấn đề quan trọng là phạm bốn giới cấm là sát, đạo, dâm, vọng là bốn giới trọng. Phạm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm phân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Năm tội ngũ nghịch này là dứt phát đối với nguyên thủy Phật giáo là không có cách khác được. Nhưng mà ở đây là quan niệm của kinh Đại Bát Niết Bàn rất rõ. Những kẻ phạm bốn giới cấm nặng, làm năm tội ngũ nghịch và bọn nhất xiển đề, tức là những kẻ mất đi thiện căn. Mất đi thiện căn. Tánh Phật có hay không? Đây kinh Niết Bàn vẫn khẳng định là vẫn có. Cho nên ở đây Phật mới đáp thiện căn có hai: một là thường, hai là vô thường. Tánh Phật chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Cái câu này hay, nên không thể dứt mất. Chúng ta có đọa về 18 tầng địa ngục, tánh Phật cũng không mất nữa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta ở trên 9 tầng trời, tánh Phật cũng không lớn hơn. Mà ở trong địa ngục A Tỳ, tánh Phật cũng không nhỏ bớt. Cái thầy có hiểu được ý này không? Tánh Phật có lộ hay không, đó là tùy duyên, ẩn hiện. Cũng ví như trăng sáng là bản chất nó tự sáng, nhưng mà sở dĩ nó không lộ được là do mây che. Cho nên chính vì vậy Tổ Huệ Năng mới nói là gương sáng chẳng phải đài, là như vậy. Cái này nó vốn tự sáng mà do đài nó mới sáng sao? Cho nên ở đây nó không hiện sáng được là vì mây che, còn tự thân của ánh sáng nó chiếu hết cái khả năng của nó thôi chứ. Đâu phải vì mây che mà ánh sáng nó tụt lại hay là nó giảm lại cái độ sáng ở đâu. Bây giờ cái bóng đèn này nó tự sáng là như vậy. Chúng ta có lấy 100 cái bao bố chúng ta chụp vào thì nó tắt à? Hay là lưu lại? Nó không có lưu. Nó vẫn sáng như vậy, nhưng mà tại vì cái bao bố nó chụp lại rồi cho nên nó không sáng xuống như này. Ta không thấy thôi chứ tự thân nó vẫn sáng y chang vậy đó. Chứ đâu phải là do chụp 100 bao bố lên cái tự nhiên bóng đèn mờ 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 lại đâu. Đâu có cái gì đó. Chúng ta hiểu được cái này không? Như vậy thì ở đây Ngài nói rất rõ, kinh Đại Bát Niết Bàn cũng nói rất rõ. Cho nên cái tánh Phật là cái được thí dụ như vậy. Cái bản thể tự nhiên nó là như vậy. Thành Phật nó cũng chừng ấy, mà phàm phu nó cũng chừng ấy. Quan trọng nhất là nhận ra được hay không mà thôi. Cái chỗ này là đối với con đường của nhà thiền nó là như vậy. Quan điểm của nhà thiền rất rõ cho chúng ta về cái chỗ này.
Và sau cái buổi đối đáp này là ngài Ấn Tông cạo tóc cho ngài Huệ Năng và nguyện thờ làm thầy. Chúng ta thấy đặc biệt không? Huệ Năng dưới cây bồ đề nơi ấy mà khai mở pháp môn Đông Sơn. Thì cái cây bồ đề này giống như tôi nói mỏm, mang cái nghĩa giác ngộ thôi. Ngồi dưới cây khế tàu mà giác ngộ cũng trở thành cây bồ đề vậy thôi. Cái từ này mang cái nghĩa, cái ý của nó là như vậy. Cho nên là có một số vị thầy giảng cái đoạn này hay lấy Huệ Năng ra làm chứng điểm cho thí dụ đồng thể tam bảo hay là xuất thế gian tam bảo là chỗ này, hay lấy hình ảnh của Huệ Năng ra để chứng minh về điều đó. Có nghĩa là về mặt trụ trì tăng bảo thì ngài chưa có, tức là chưa phải là người xuất gia, chưa thọ tỳ kheo. Nhưng mà tính chất của xuất thế gian hay đồng thể của tăng bảo nó đã là nó có rồi. Như vậy cái xuất gia này là cái hợp thức quá cho ngài, như vậy mà thôi, để ngài có đủ cái điều kiện để hoằng pháp lợi sinh để hành đạo. Cái chỗ này là quan trọng. Cho nên á, cái thời gian xuất gia của chúng ta mặc dầu vậy nhưng mà nó không quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ con người đó có ngộ được cái gì hay không. Đây là cái chỗ mà cần muốn nói. Huệ Năng đắc pháp ở Đông Sơn, từng chịu đủ mùi cay đắng, tánh mạng mong manh như sợi tơ treo. Chúng ta thấy cái lời than như vậy. Tự thân của Huệ Năng ngày xưa chịu đủ mùi cay đắng. Chúng ta tu học chúng ta cũng thấy, để tìm được con đường giác ngộ, để tu đạt được mục đích của mình đâu phải dễ tí nào. Đối với Đức Phật Thích Ca, chúng ta cũng bén bỏ mình nơi dòng sông Ni Liên Thiền, rồi cuối cùng mới tìm ra được lẽ đạo, chứ đâu phải bình thường. Tổ Huệ Khả muốn đắc pháp được phải đứng hàng đêm trong tuyết, và cuối cùng phải chặt một cánh tay để chứng minh về lòng phát tâm của mình. Và lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới cảm động, mới nói rằng có khả năng, cái hành động đó là có khả năng. Cho nên đặt là Tuệ Khả luôn đó. Chặt một cánh tay để cầu đạo. Còn hành động đứng cả đêm trong tuyết như vậy, đối với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Phật pháp thậm thâm vi diệu cao quý như vậy mà chỉ có một chút hành động như vậy để gọi là chứng minh cái lòng phát tâm của mình sao? Ghê gớm như vậy. Cho nên chư tổ có nói một cái câu là thoát trần việc ấy rất phi thường, bám chặt đầu dây vững lập trường, nếu chẳng một phen xương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương, là chỗ này. Cho nên lập trường của một cái con người tu hành phải có chí quyết, và phải cần tu khổ luyện. Và xin thưa thật với quý thầy, quý thầy phải có cái hướng và có cái điểm đến, có cái thấy được rồi quý thầy mới nỗ lực cần tu mới được. Còn nỗ lực mà thấy mù mờ, không thấy được con đường đi của chúng ta, thì thật sự cái nỗ lực đó nó sẽ có rất nhiều rào cản đối với quý thầy. Cho nên một người tu tập sống chết là người đã thấy con đường họ đi. Còn có những người nỗ lực mà không thấy, dễ nản lòng và dễ bắt đầu sanh giải đãi hay là lười biếng. Phải để ý ngay cái chỗ này như vậy. Cho nên á, quý thầy đạt được mục đích giải thoát của chúng ta, đạt được mục đích xuất trần của chúng ta. Cho nên á, chúng ta thấy rằng một người á, nỗ lực cần tu á, là ở chỗ quý thầy có cái mục đích. Quý thầy nhớ là như vậy. Chúng ta là một người tu, đừng gọi là bắn không cần nhắm. Cái này đừng nghĩ kệ tu đại đi, chừng nào được gì được. Nói như vậy chúng ta không tinh tấn được. Quý thầy mà đạt được mục đích của mình rồi, khỏi ai đồng nguyên quý thầy vẫn tinh tấn. Tôi nói thật lòng là như vậy. Quý thầy có một cái nguyện vọng cho mình về mục đích là 5 năm, 10 năm đi bằng con đường học vấn hay là tu tập á, quý thầy đạt được cái đó rồi, thì quý thầy mới thấy rằng sự nỗ lực của mình nó mạnh mẽ thế nào. Sở dĩ Đức Phật làm được cái chuyện khổ hạnh mà mỗi ngày ăn một hạt mè và một hạt gạo bao nhiêu năm như vậy cũng từ chỗ này. Nếu ngài không có một lý tưởng giải thoát, hy vọng rằng hành động này để đem đến sự giải thoát cho mình, thì không ai bỏ mạng để nỗ lực được như vậy cả. Cho nên các vị thấy rằng cái đứa học giỏi thì nó lại học siêng, mà cái đứa học dở lại lười, đã dở mà lười nữa chứ. Còn cái người đã giỏi rồi mà lại siêng, chúng ta mới thấy nó ngộ như vậy đó. Cho nên thường thường á,
trong đại chúng cũng vậy. Một người tu tập tinh tấn không phải tự nhiên họ tinh tấn. Họ đã có một cái mục đích, có một hướng đi, cái thấy của họ rõ lắm. Có thấy ở một mức độ nào đó họ nhận ra được cái gì, họ mới nỗ lực cần tu như vậy. Ăn học của chúng ta hay là sự tu tập đều giống nhau ở chỗ này. Cho nên những vị thầy tu học mà không có đạt được mục đích cho mình thì thật sự chúng ta cứ tèn tèn ngày qua buổi vậy á. Tại vì chúng ta không thấy lý tưởng đó với chúng ta. Cầu an qua ngày, chơi chơi, đoạn tháng, chơi chơi, vui vậy. Phần lớn là nói là như vậy. Cho nên quý thầy nào mà có đặt cái mục đích, tự thân quý thầy nỗ lực, không để cho mình lơi lỏng bất cứ giờ nào, cái này khỏi cần ai nhắc. Nó là những cái điều như vậy. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta thấy rằng Huệ Năng đắc pháp và Đông Sơn từng chịu đủ mùi cay đắng, lời này nói chân thật, chốn chui chốn nhủi bao phen, muốn bảo toàn tánh mạng là chuyện không dễ. Cho nên ở đây nói là tánh mạng mong manh như sợi tơ treo, hay là giống như chỉ mành treo chuông như vậy. Tánh mạng mong manh là chỗ đó dễ chết, bị nào là để giành cướp y, rồi nào là vấn đề do cái người á, người của phương Nam, người mội rợ vân vân, rồi gặp với những cái người cái thời điểm đó nữa, cái người chính thế thống của nhà Hán hay là Trung Quốc hay là những người đó nữa, người ta kỳ thị phân biệt nữa, mọi thứ rất là khó. Đã đắc pháp rồi đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên sự nỗ lực cần tu của chúng ta hôm nay, chúng ta phải trân trọng những cái con đường của những bậc tổ thầy đã hy sinh ở phía trước. Chúng ta qua tới cái phẩm thứ hai, đó là phẩm Bát Nhã. Phẩm Bát Nhã đây là một trong những phẩm vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Bát Nhã chúng ta được dịch là trí tuệ, đúng không? Chữ Bali là chúng ta là gọi là Ban Nha, và chữ Sanskrit chúng ta gọi là Pranya. Để nói lên cái trí tuệ này không phải là một cái trí thức, nhận thức thông thường của chúng ta. Trí tuệ này là một trí giác ngộ. Và trí giác ngộ ở đây không phải là nhận thức phân biệt qua vấn đề học vấn của chúng ta. Cái trí Bát Nhã này nó đồng nghĩa với Phật tánh, với trí giải thoát, chứ không phải là chuyện nhận thức thông thường. Chúng ta phải thấy nó như vậy. Một cái từ này chúng ta cần phải tìm hiểu rõ nghĩa thì chúng ta mới có thể thâm nhập được trong cái cách giảng này. Bởi vì tổ Huệ Năng là người ngộ về kinh Kim Cang, mà cái trí tuệ của Kim Cang là trí tuệ đoạn dứt phiền não đó. Được ẩn dụ hóa cái hình ảnh của kim cương là cái cứng chắc phá vỡ tất cả mọi thứ. Cũng vậy, trí tuệ được ẩn dụ để nói là có trí tuệ phá dẹp hết tất cả phiền não vô minh là ở chỗ này. Tất cả các tập khí phiền não là chỗ này. Như vậy những trí tuệ do chúng ta học tập bằng tri thức như thế này không có khả năng để chúng ta dẹp phiền não. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Vì vậy cho nên ở đây khi mà Tổ Huệ Năng giảng như thế này, tôi phân tích từ từ cho các vị thấy. Hôm sau vị sứ quân lại thỉnh thuyết pháp nữa, sư lên tòa bảo đại chúng mọi người nên tĩnh tâm niệm câu Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái câu này là nguyên cái tựa của Bát Nhã Tâm Kinh, hay là nói thẳng ra là cái cốt lõi của tư tưởng Bát Nhã. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái từ Bali của nó là Maharanya Paramita, nó là như vậy, là cái đại trí huệ đạt đến bờ kia, tức là một cái trí tuệ. Khi có trí tuệ này là dĩ nhiên đạt đến bờ kia, tự thân nó là như vậy. Khi có trí tuệ này là sẽ không còn khổ đau. Khi có trí tuệ này là sẽ không còn bị ràng buộc trong tham ái, trong chấp ngã. Cho nên ở đây chúng ta thấy một cái câu kinh mà rất rõ ở trong Trung Bộ, bài kinh Con Rắn. Đức Phật có nói nơi nào có trí tuệ nơi đó sẽ chấm dứt khổ đau, vì nguyên nhân của khổ đau là do tham ái đã bị trí tuệ đoạn trừ.
chúng ta thấy nền tảng của kinh Nguyên Thủy đã dẫn đến những tư tưởng của cái hệ phát triển Đại Thừa, không hai không khác, nó là như vậy. Như vậy ở đây chúng ta phải nhận thức rất rõ trí tuệ Bát Nhã ở chỗ nào. Chúng ta không thể thấy trí tuệ là so sánh với những cái hiểu biết tri thức thông thường của chúng ta ở tại thế gian. Trí tuệ không phải là một sự thông minh của chúng ta, phải nói thẳng là như vậy. Sự khôn ngoan khôn khéo của chúng ta, cái đó không thuộc về trí tuệ. Thậm chí những cái đó nó làm cho ngăn trở con đường để thâm nhập trí tuệ của chúng ta. Bằng những sự khôn khéo đó, cái đó gọi là thế trí biện thông. Phải thấy rất là rõ như vậy. Thành ra ở đây chúng ta phải nhận thức trí tuệ trong Đạo Phật là cái gì? Những khi nào chúng ta đã không còn dính mắc bởi tham ái, bởi chấp ngã, bởi sân si, bởi phiền não, tất cả những cái đó mới gọi là trí tuệ. Cho nên cái chữ vô minh nó đối lại với trí tuệ. Ai năm rồi học Kim Cang, tôi phân tích cái này đã kỹ lắm rồi. Chữ vô minh không có nghĩa là ngu si. Cái từ vô minh trong Đạo Phật nó không mang cái nghĩa ngu si. Cái chữ vô minh nó mang cái nghĩa là mê mờ về chân lý thôi. Còn bị ràng buộc trong tham ái và chấp ngã, cái đó gọi là vô minh. Ngu là một phần trong vô minh. Nhưng mà cái chữ vô minh không mang cái nghĩa là chỉ phản ánh cho cái sự ngu si, đần độn, dốt nát. Nó không phải là như vậy. Nếu nói như vậy là tổ vệ năng thuộc về dạng vô minh là ngu si à. Cho đây chúng ta phải thấy rằng cái vô minh là người nào còn dính mắc, cho dù học giỏi, cho dù thông minh cách mấy mà còn dính mắc, còn tham ái, còn chấp ngã, còn kiêu mạn. Tất cả những cái này đều là thông minh mà vô minh. Hiểu được câu này không? Thông minh đó nhưng mà còn vô minh quá. Cho nên thông minh không mang cái nghĩa trí tuệ. Không khéo thông minh trở thành một pháp chướng đạo. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải thấy cử trí tuệ Bát Nhã, chúng ta thấy rất là rõ. Tiếng Anh người ta dịch là chữ perfect wisdom là vậy. Là cái nhận thức toàn diện. Tức là cái thấu triệt được chân lý vũ trụ, là cái mà khi nhận ra được xa lìa tất cả những phiền não, tham ái, nhiễm ô, chấp ngã, ở đó mới gọi là trí tuệ. Vì vậy cho nên Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại trí huệ đến bờ kia. Một trí tuệ lớn, tự thân đạt được trí tuệ này là tự thân đến bờ kia rồi. Cho nên khi chúng ta nhìn nhận như vậy, chúng ta mới không bị khập khiễng trong các từ ngữ Phật học của chúng ta. Nhận thức được như vậy, chúng ta đi vào trong kinh điển, chúng ta mới thấy nó không có lợn cợn. Cho nên người đạt được trí tuệ là người không còn khổ đau. Chắc chắn là như vậy. Vì vậy cho nên Bát Nhã Tâm Kinh lời đầu tiên đã khẳng định một câu rất rõ. Bồ Tát Quán Tự Tại hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ nhất thiết khổ ách là vậy. Bằng trí tuệ như thật soi sáng như thế về tính không của tất cả các pháp, cái trí tuệ đó mà có được ở trong cái Bồ Tát hay trong chúng ta thì vượt qua hết tất cả mọi khổ ách. Cho nên người nào có trí tuệ là không còn khổ đau. Chính xác là như vậy, không có cách khác. Cho dù sống trong trần thế, cho dù thân mang nhiều bệnh tật, cho dù tất cả mọi thứ đều chính là một hiện tướng của nghiệp chướng, của phiền não, của cái gì đó, là dư báo gì đó, còn tự thân người đó là vẫn tự tại, không có khổ đau, dù mang bất cứ một hình thức nào hay thân phận nào. Không cảm thấy phân biệt, không cảm thấy tủi hổ, không cảm thấy nhục nhã, không cảm thấy liên tiếc với tất cả những cái điều này. Cho nên người nhận ra được trí tuệ Bát Nhã là nó quan trọng chỗ đó. Vì vậy cái câu duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta, đừng có nghĩa là chúng ta ngồi học ba cái kinh văn như thế này đó gọi là lấy trí tuệ. Chúng ta lấy tri thức thôi, để cái nhận thức hiểu biết rồi tự tu để lần lần đi vào trong biển tuệ thôi. Chứ còn cái cốt tủy của câu này là ở chỗ đó đó. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp là lấy tuệ giác của chúng ta đó. Lấy cái sự giác ngộ, lấy cái sự chấm dứt khổ đau, lấy cái sự chấm dứt nhân tố luân hồi sanh tử đó là điều quan trọng. Cái sự nghiệp của nhà tu là ở đó đó. Chẳng phải sự nghiệp của nhà tu để ôm tập đến trường học đó là sự nghiệp. Không có phải. Nếu hiểu cái câu duy tuệ thì nghiệp là như vậy là chết rồi.
Câu như vậy rất là thông thường. Cho nên đây là khúc từ kinh Bát Đại Nhân Giác của tư tưởng Bồ Tát mà nhập thế vào đời mà. Thành ra vì vậy cho nên ở đây chúng ta khi mà chúng ta hiểu được những cái điều đó rồi, chúng ta đọc vào trong kinh văn, chúng ta không thấy nó bị vướng. Còn nếu chúng ta không nắm, chúng ta cứ mơ mơ hồ hồ, những cái từ quá quen thuộc mà chúng ta lại mơ hồ. Đôi khi cái từ nó quen rồi chúng ta không để ý, nhưng mà hỏi lại chúng ta coi, chúng ta chơi với á, tại vì đôi khi quen quá chúng ta xem thường. Tổ nói tiếp: các vị thiện tri thức, trí bát nhã bồ đề, người đời vốn tự có. Ghê chưa? Những cái câu này nó làm cho chúng ta đọc từng câu chúng ta thấy rằng nó giống như một cái hệ thống quá từ thở nào á. Chỉ bởi tâm mê không thể tự thấy, nên phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ ra mới thấy tánh. Tôi nói với các thầy nãy, Đức Phật không có là giác ngộ giùm chúng ta, mà Đức Phật chỉ cho cái cách để chúng ta tự giác ngộ lấy. Hồi nãy tôi nói với quý thầy đó, đoạn trước và cái này đã rất rõ như thế. Quý thầy phải tự nỗ lực cần tu để tự thấy ông chủ và tự thấy Phật tánh, là tự kiến tánh của chính mình, không nhờ người khác kiến tánh giùm chúng ta. Người khác chỉ cái cách để chúng ta biết cách để tự nhận ra chính mình. Giống như ông thầy không thể học giùm chúng ta, ông thầy chỉ cách và hướng dẫn chúng ta để học, để tự mình thay đổi cái dốt của chính mình. Cái điều này là cốt lõi căn bản của nó là như vậy. Chỉ bởi mê tâm không thể tự thấy, nên phải nhờ bậc đại thiện tri thức chỉ ra mới thấy tánh. Cũng như trăng vốn tự sáng chứ đâu phải là gió, chứ chúng ta chỉ vì mây che cho nên nó mờ thôi. Cho nên tất cả chúng ta, nguyên tắc trong quan điểm là đều có Phật tánh, và chúng ta có khả năng thành Phật. Thành Phật ở đây là cái khả năng tự có của chúng ta. Vốn thành Phật chứ không phải là một cục gì ở trong đầu chúng ta. Đừng nói chúng ta tu hành mò mẫm gì đó để tìm ra cái cục đó nó ở đâu, nó nằm như thế nào, mà muốn rễ ra giống như bong bóng nó nổ từ ra như thế nào. Không phải như vậy. Cái bừng sáng của một con người, cái sự giác ngộ của con người, nó không phải giống như bể bong bóng mà đập trứng gà vậy. Nó không phải là như vậy. Đừng có tìm cái cục đó. Cho nên tôi đã thí dụ với thầy trong những cái trước là khả năng thành Phật của chúng ta cũng giống như thấy một đứa bé thông minh, nói nó có khả năng là tiến sĩ vậy đó. Thầy thấy cái này, quý thầy lấy cái đó, quý thầy sẽ hiểu ra cái này. Cho nên thành cái khả năng đó nó vốn tự có, nhưng mà phải do quá trình nỗ lực cần tu. Phải nỗ lực như thế nào mới làm cho hiển lộ cái khả năng đó chứ. Tánh bồ đề, trí giác ngộ, trí bát nhã chúng ta vốn tự có, nhưng mà chúng ta phải làm gì cho nó hiển lộ. Đây là chuyện đương nhiên, nó như vậy. Các bậc đại thiện tri thức hay là các bậc thầy của chúng ta chỉ phân tích nói và để chỉ lối cho chúng ta. Thậm chí văn tự kinh điển cũng là vậy thôi. Cho nên tôi mới nói rằng văn tự kinh điển chẳng phải là chân lý. Không, tất cả sự mô tả văn tự kinh điển chỉ là phương tiện. Chân lý ngoài ngôn ngữ, chân lý ngoài văn tự là chỗ này. Cho nên kinh điển không phải là chân lý. Tôi nói các thầy phải hiểu vậy. Kinh điển là cái mô tả về chân lý. Khi đạt được chân lý phải ngoài kinh điển. Cho nên ai mà y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan là chỗ này. Căn cứ vào kinh mà cứ giải nghĩa bám sát vào từ ngữ cho nó như là một chân lý đó, là quan cho ba đời chư Phật. Mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, gời kinh một chữ thì giống như ma nói. Có người không hiểu được cái từ này. Câu này nghe rất quen mà không hiểu. Cho nên ai mà học kinh Kim Cang thì đã quá nhừng nhuyễn về cái câu này rồi, đã hiểu rất rõ rồi, tôi khỏi cần lặp lại. Đấy không? Cho nên vì vậy tất cả mọi thứ kinh điển học vấn của chúng ta là phương tiện để chỉ lối vào cho chúng ta. Và khi chúng ta vào không phải là vào kinh điển, mà vào cái ngoài kinh điển. Cho nên quan điểm bất lập văn tự là ở chỗ này.
Có nghĩa là chân lý ngoài ngôn ngữ, ngoài kinh điển, tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ chỉ là phương tiện, tất cả mọi thứ chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Và vì vậy kinh Viên Giác mới nói rất rõ là nhất thiết Tu Đà La giáo như như tiêu nguyệt chỉ là như vậy. Tất cả các kinh điển như tay chỉ mặt trăng, còn tay vẫn mãi là ngón tay, trăng vẫn mãi mãi là trăng, nương tay để thấy trăng chứ không phải tay là trăng. Ai chấp tay là trăng là sai lầm, là mù lòa, là suốt đời không thấy được, không bao giờ thấy trăng được. Nó là chuyện đương nhiên là như vậy. Nên biết rằng người ngu và kẻ trí đều sẵn có tánh Phật, đó đúng chưa? Không có khác với tư tưởng Niết Bàn một miếng nào không? Không khác miếng nào cả. Ủa tại sao mà nói nhất chuyện đề đoạn mất thiện căn? Tại sao mà nói là phạm tội ngũ nghịch, phạm tứ trọng giới là em đoạn mất thiện căn hay là mất Phật tánh gì đó? Làm gì có chuyện đó. Phạm tội là chuyện phạm tội, còn Phật tánh là phạm hay không nó vẫn là như vậy. Ví dụ trăng nó mãi mãi là nó sáng như vậy, cho dù trời có mây che hay không nó vẫn là như vậy. Nó là như vậy, ngàn đời nó vẫn là như vậy, không khác. Chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy. Cho nên những cái câu lập luận này chúng ta phải thấy nó tuyệt vời. Chỉ bởi mê ngộ chẳng đồng nhau, cho nên mới có người ngu kẻ trí. Người ngu kẻ trí là do mê ngộ thôi. Còn tự thanh thân của Phật tánh không do mê ngộ mà nó khác đi. Ta phải thấy như vậy. Nay ta vì chư vị giảng pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật khiến cho mọi người đều được trí huệ, hãy chú tâm nghe cho kỹ. Các vị thiện tri thức, người đời cả ngày miệng niệm Bát Nhã mà chẳng biết Bát Nhã là tự tánh của mình, không? Cũng như chỉ nói ăn thật chẳng được no, miệng chỉ nói lẻ không mà muôn kiếp chẳng được thấy tánh, rốt thật chẳng lợi ích gì. Câu này nghe rất là thấm thía. Chúng ta đọc bao nhiêu lần Bát Nhã Tâm Kinh trong cuộc đời của chúng ta làm tu sĩ rồi? Quý thầy đọc nhiêu rồi? Không? Đêm nào cũng đọc, đi tụng đám cũng đọc, trai tăng cũng đọc, tẩy quế cho người ta thờ Phật cũng đọc. Đọc hoài Maha Bát Nhã Ba La Tâm Mật Đa Tâm Kinh, đọc miết, đọc thuộc văn hán rồi đọc qua thuộc nghĩa luôn, tâm trí huệ tinh tinh rộng lớn luôn. Mà chả biết gì cả. Nói thiệt với các vị như vậy. Bản thân tôi cũng vậy, tôi đọc từ nhỏ. 8 tuổi là cái này tôi đã thuộc lào. Bát Nhã Tâm Kinh và Kinh Du Lan là 8 tuổi tôi đã thuộc lòng. Ngày xưa một mình tôi đánh mỏ tụng Kinh Du Lan là một mình, từ thở nhỏ như vậy. Nhưng mà có biết gì đâu. Mà thậm chí tới ngày hôm nay cũng có biết gì đâu. Cái đó là như vậy. Cho nên chính xác giống như lời tổ nói, cả ngày miệng niệm Bát Nhã mà chẳng biết Bát Nhã là tự tánh của mình. Cái này nó là như vậy. Chúng ta đọc rảo rảo mà chúng ta cứ nghĩ cái đó là cái gì á, nó không phải là cái của chính mình. Cho nên cái đó qua cái hình thức để chúng ta tự đọc. Cho nên Ngài mới cho thí dụ cái câu đây là giống như người chỉ nói thức ăn mà bụng vẫn đói, nhưng mà cái này thật chẳng no. Cái câu này dịch không chính xác. Cái câu này dịch không chính xác. Bụng thật chẳng được no, cái này giống như là chưa được đầy bụng chứ đã có rồi. Nó khác với cái mà chả có tí nào trong bụng, phải không? Như bây giờ tôi nói như thế này, nói gì đó, bún chả giò, và tôi với quý thầy cùng nói với nhau từ đây tới trưa, có miếng bún chả giò nào trong bụng không? Không. Thì không thể nói là thật chẳng được no, mà có miếng nào đâu mà no. Cái câu này phải dịch là chẳng có miếng nào trong bụng, chẳng được no tí nào hay gì đó. Chứ còn nếu mà nói thật chẳng được no thì cái câu này nó hơi lửng lửng. Chúng ta chưa có khẳng định được cái chính xác của nó. Có nghĩa là ở đây tôi với quý thầy cùng nói tới chiều cũng không có được cái gì, và 100 năm sau có nói cũng không được cái gì. Ví dụ miếng nói đường là ngọt, quý thầy có cảm giác được miếng ngọt nào miệng không? Và tôi với quý thầy cùng ở đây mà nói tới chiều có được miếng ngọt nào miệng không? Không. Đó là chỗ này. Cho nên tôi mới nói với quý thầy là chân lý ngoài ngôn ngữ là ở chỗ đó. Tổ muốn dạy chúng ta ngay cái chỗ này, ngay cái chỗ là quý thầy phải tự nhận ra
được cái chính mình dựa vào văn tự để nhận ra, chứ không phải là bám vào văn tự. Nếu bám vào văn tự thì không có lối vào. Vì vậy cho nên Ngài Thần Tán mới phê bình thầy mình là chỗ này. Ngài Thần Tán sau khi giác ngộ rồi quay về thấy thầy mình vẫn là một vị thầy, vẫn ôm kinh tụng như thở nào, cho nên mới tìm cách giác ngộ cho thầy mình. Cho nên một ngày nọ Tổ Thần Tán tắm cho thầy mình, mới vỗ vào cái lưng thầy bập 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 à. Mới nói điện Phật đẹp mà không có linh. Nói câu giọng thầy sững hồn, nói nãy đi dễ nói gì ta. Rồi một ngày thấy thầy mình cầm cái cuốn kinh ngồi tụng bên cửa sổ. Ngày xưa bên cửa sổ nó có cái dán giấy hay là như giấy bọc kiến vậy đó, có một con ong nó sắn đầu vô trong đó hoài mà nó ra không được. Ngay đó Thần Tán mới nói một câu, bốn câu kệ thế này: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bách niên toản cổ chỉ, hà nhật sức đầu thì. Chỗ này cửa không chẳng chịu ra, tức là chỗ trống sao mày không bay ra. Chỉ ngay con ông mà nói vậy á, nhưng mà cái ý là ám chỉ ông thầy mình á. Cái này gọi là nói xiên nói xỏ đó không à. Thông thường gọi là nói xiên nói trực diện thầy mình sợ bị la, cho nên mượn hình ảnh bóng gió nói xiên nói xỏ à. Thấy ông bay và sắn kịch 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 vô trong cái miếng mà che cửa sổ á. Chúng ta giờ cũng thấy giống như là mấy ông bướm rồi nó bay nó đâm vô kiến vậy đó à. Thì đó đó, không môn bất khẳng sức, tức là chỗ trống vậy nè, nó không có gì che trên sông không chịu ra. Đầu sông giả thái si, ngu quá đi chui vô cái cửa sổ vậy. Này nói hơi nặng luôn. Bách niên toản cổ chỉ là trăm năm mà vùi trong cái giấy cổ như vậy. Tức là bây giờ mày mà cứ sáng 100 năm như vậy nữa, mày cũng không có lủng được cái này, cũng không ra được đâu. Hà nhược sức đầu thì, mà ngày nào mày ra được. Bây giờ mày cứ sắn vô cái cửa sổ vậy hoài á, là chừng nào mày mới ra được. Cổ chỉ là giấy, mà giấy mà ngày xưa giấy trắng cửa sổ á. Như vậy thì trăm năm mà dùi đi cái giấy trắng cửa sổ đó đó, cũng không có ra được. Cũng giống như ông mà bay đụng kiến, bay đụng hoài, đụng tà mỏ thôi, chứ không thể nào ra được. Cái đó lại mà nhầm ông chỉ ông thầy, mà ngay cái đó ông thầy lại ngộ. Tại vì ông đang cứ cầm kinh ông đọc như thế này mà nó nói gì á, thì cái này ông hiểu ra được rằng, nếu mà mình cứ đọc văn tự như thế này, trăm năm ngàn năm đi chăng nữa thì mình cũng không có lối vào. Cho nên tôi mới nói với quý thầy vừa rồi, có một triết gia ông nói rằng kinh điển là nhằm chỉ cho chúng ta cái cách thức để lên thiên đường, chứ không phải là kinh điển mô tả thiên đường diễn biến như thế nào. Cái diễn biến đó hay không là do chúng ta tự lên đó là tự hiểu. Vào trong nhà đi rồi tự thấy đó trong là thế nào, đứng ở ngoài cửa mà suy đoán. Đối với tư tưởng của Kinh Pháp Bảo Đàng nó là như vậy. Chúng ta phải học phân biệt rất rõ tư tưởng của Bát Nhã. Nó phải dẹp hết tất cả mọi cái khái niệm thông thường, đối đãi mọi thứ là như vậy. Nhưng mà chúng ta chưa đạt được, đừng có phá bỏ kinh điển hay là phá bỏ oai nghi, nó thành là chết rồi mà bỏ mạng á. Cái này chúng ta học để tự biết quan điểm nó là như vậy thôi. Cho nên ở đây chính á, miệng chỉ nói lẽ không mà muôn kiếp chẳng được thấy tánh, rốt thật chẳng được lợi ích gì. Đúng rồi, chúng ta nói thức ăn từ sáng tới chiều, chúng ta có biết thức ăn nó là cái gì đâu. Chúng ta không biết được nó là cái gì cả, không biết được mùi vị à. Rồi bây giờ chúng ta nói giải thoát, nói niết bàn, nói cực lạc, nói ngàn năm, mà chúng ta chỉ bằng ngôn ngữ văn tự thì vẫn đọa lạc, vẫn trầm luân, vẫn khổ đau như thường. Nó là những cái như vậy. Cho nên ở đây chúng ta sử dụng ngôn ngữ à, là để cho chúng ta phân tích để hiểu được. Còn nhận thức, ứng dụng, hành trì, đó là một sự nỗ lực của tự thân chúng ta. Hành trì đến đâu đạt đến đó. Cái này nó giống như là đoạn từng phần vô minh, chứng từng phần pháp thân vậy đó à.
hay là nói theo cái tư tưởng của Kinh Lăng Nghiêm là đào đất đến đâu thì hư không đến đó. Vậy thì chúng ta khai tâm mở trí, làm sáng lòng, làm sạch trí, làm sạch tâm đến đâu thì cái trí giác nó lại hiển lộ đến đó. Cũng giống như mây, nó bay qua đến đâu thì mặt trăng nó tự tỏa sáng đến đó. Nó là chuyện đương nhiên. Nó đứng về góc độ của ứng dụng, của thực hành, chứ không phải là mang tính góc độ lý thuyết. Cho nên chúng ta có thể lý thuyết rất giỏi nhưng mà chưa chắc gì chúng ta hết khổ. Chúng ta thấy ngài A Nan không? Một bậc đa văn đệ nhất trong thánh đệ tử của Đức Phật, nhưng mà vẫn bị nạn ma răng già. Cái điều đó như một sự thị hiện cho chúng ta thấy được rằng học giỏi, hiểu biết nhiều là cái học giỏi hiểu biết thuộc về tri thức. Còn có được chấm dứt phiền não hay không, đó là một vấn đề khác. Để tỏ sáng, tỏ ngộ hay không, đó là một vấn đề khác. Cho nên chúng ta thấy ở đây tổ dạy những cái câu ngắn ngắn nhưng mà rất là hay. Và ở đây sau đó ngài mới giải thích về cái chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, nghĩa là trí tuệ lớn đến bờ kia. Việc ấy do nơi thực hành ở tâm, chẳng do miệng niệm. Thấy chưa? Cái việc đó do chúng ta thực hành ở tâm chứ chẳng do miệng niệm. Miệng niệm mà tâm chẳng thực hành cũng như quyển quá, như sương mốc, điện chớp. Miệng niệm tâm thực hành, tất nhiên tâm với miệng hợp nhau. Bản tánh là Phật, lìa tánh ra không có Phật nào khác. Ghê gớm. Lìa tánh ra không có Phật. Cho nên Phật không phải là tìm ở bên ngoài. Cho nên cái câu ngày xưa chúng ta nói là Phật ở trong nhà không thờ mà thờ Thích Ca ngoài đường á, cái câu này nó có nhiều ý. Bản tánh chúng ta tự Phật, hay là chúng ta vốn có Phật mà chúng ta không tìm, mà chúng ta không thờ, mà chúng ta không làm tỏ sáng, mà chúng ta thờ vào Phật bên ngoài. Có nghĩa rằng đối với nhà thiền, Đức Phật Thích Ca ngồi trên chánh điện đó chỉ là một bức Phật bằng xi măng hay là tượng Phật gỗ, là một biểu tướng. Mà đối với quan niệm Kinh Kim Cang là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Không, tất cả các tướng đều là giả tạo, là mộng quyển. Như vậy Đức Phật bằng xi măng là một hình thức vô thường, giả tạm. Đó không phải là chân thân Phật của chúng ta. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới dạy là gì đó? Bằng hình tướng mà thấy ta, bằng âm thanh mà cầu ta, người đó hành đạo tà chẳng thấy được Như Lai, là vậy. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Như vậy là tìm một Như Lai, một Đức Phật, không phải là bằng tượng xi măng cốt thép như vậy, mà Đức Phật muốn cho chúng ta nhận ra được cái chân thân Phật tánh của chính mình. Nhận ra 32 tướng tốt là Đức Phật là sai. Bởi vì cái tướng đó là tướng, tướng gì? Tướng vô thường, tướng giả tạo. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Vì vậy ở đây khi mà quan niệm tích tìm làm Phật là phải tự tâm ta. Cho nên ngài Trần Thái Tông mà đi vô núi mà cầu Phật, ngài Phù Dung Quốc Sư nói một câu rất rõ là trong núi không có Phật. Phật đâu mà ở trong đó mà tìm. Ngay tâm ngài là Phật, xoay lại chính tâm mình là Phật, chứ tìm ở đâu trong núi. Có nghĩa là cắt cho chúng ta tất cả những ngoại duyên này do chúng ta vọng cầu, để cho chúng ta phải sống với chính cái chân thân Phật tánh, cái Như Lai của chúng ta, cái tạng tánh của chúng ta. Cho nên tất cả mọi kinh điển, ngàn câu, ngàn thí dụ khác nhau, nhưng cũng quy về trong một mục đích duy nhất. Cho dù kinh Pháp Hoa, kinh nào, rồi cũng quay về với cái duy nhất. Đưa ra hình ảnh anh chàng cùng tử, đưa ra cái phẩm dược thảo dụ, tất cả những hình ảnh đều khác nhau nhưng mà đều là như vậy cả. Đưa ra từng hình ảnh như vậy, kinh điển ở đây cũng vậy. Cho nên lời nói của những cái bậc giác ngộ là những cái người thấy tánh rồi,
lời nói không bao giờ xa rời kinh điển, nhưng mà không bao giờ dính mắc kinh điển, mà cũng chẳng phải do đọc kinh điển mà nói ra, nhưng mà nói y như kinh, phải nói là như vậy. Cho nên chỗ tột cùng là không hai không khác là chỗ này. Cho nên ở đây miệng niệm tâm thực hành, tất nhiên tâm với miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, lìa tánh ra không có Phật nơi nào khác. Phật ở trong tâm tánh của chúng ta. Và cái đó đừng có nghĩ rằng một cái đức Phật nào đó nó ở trong đầu chúng ta, trong con người đó của chúng ta. Nó phải là như vậy. Cái đó là mượn cái hình ảnh để chúng ta dễ hình dung mà thôi. Sao gọi là Maha? Maha nghĩa là lớn. Tất cả cái này là chỉ giải thích thôi. Tâm lượng rộng lớn như không, không bờ bến, cũng không vuông tròn lớn nhỏ, xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới ngắn dài, cũng không giận, không mừng, phải quấy, không lành dữ, không đầu đuôi, cho đến cõi thế giới chư Phật đều là hư không. Tánh linh diệu của người đời vốn tự là không, không một pháp nào có thể đắc. Tự tánh của chân không lại cũng như vậy, không một pháp nào có thể được. Cái được là cái sở hữu, là có đối đãi, là cái đó không đúng rồi. Được nó tự được, chẳng phải do tìm, do so sánh mà được. Mà cái mà biết được hay là cái để được, nó cũng không là được. Cho nên chúng ta phải thấy những cái này. Các vị thiện tri thức, cũng đừng nghe ta thuyết không mà liền chấp lấy lẽ không phá nữa. Cái thời kỳ mà Đức Phật nói tất cả các pháp đều là không, thì con người là chấp không, chấp cái ngoan không, chấp không có gì. Cho nên mới qua một cái giai đoạn là phải chơn không mà diệu hữu, chứ để con người lọt vào trong không. Chấp không cũng là một cái chấp, chấp có là một cái chấp rồi, chấp không cũng là một cái chấp. Vì vậy muốn cho chúng ta không rơi vào chấp có hay là không, cho nên các tổ hay là sau này mới có cái quan điểm là chơn không mà diệu hữu. Bản lai vô nhất vật, hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài là chỗ này. Xưa nay không có một vật mà trong đó lại có hoa, có trăng, có lâu đài. Đó là chân không diệu hữu đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta qua một cái giai đoạn của thời kỳ phát triển bộ phái Phật giáo, nó có thời kỳ chấp không, phá hết tất cả mọi cái hình tướng, rồi lại rơi vào trong chấp không. Mà chấp không là rơi toạt vào trong những cái là vì chấp là không, cho nên bản thân lại rơi vào trong nhiều sai lầm. Vì vậy các tổ mới bảo chúng ta là thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn chấp không như hạt cát là vậy. Chúng ta rơi chấp vào không, cho nên chúng ta đoạn mất cái thiện căn của chúng ta. Vì chấp vào không cho nên chúng ta không làm ra để tu tạo được phước điền. Cái người họ chấp có nghĩa là họ còn sợ tội, họ sợ phước, họ sợ nhân, họ sợ quả. Còn người chấp không rồi, không sợ tội, không phước, không nhân, không quả, mà lại làm những chuyện tội phước nhân quả, cái đó mới chết đó chứ. Chấp không nó rơi vào cái đó đó. Còn cái người giác ngộ được tánh không thì nó lại không có cái đó. Cái người giác ngộ được tánh không giống như Tổ Huệ Năng là bảo là tự tánh con vốn đầy đủ phước điền, mà còn kêu con đi làm cái gì nữa. Nhưng mà khi chúng làm là làm chết thân mạng. Đó, cái đó là người giác ngộ được cái tánh không. Còn cái kẻ chấp không có nghĩa là tự thân con phước điền đầy đủ, kêu đi làm gì nữa, cho nên là tối ngày hút thuốc uống rượu rồi đi chơi. Đó, cái đó gọi là chấp không. Cái đó gọi là chấp không, là bị dính mắc cái ý không, mà cho nên làm những chuyện rơi vào tội lỗi nhân quả là chỗ này. Cho nên những người khẩu đầu thiền dễ bị cái này. Khẩu đầu thiền có nghĩa là thiền cái miệng. Cứ nói ra là thiền ngữ, cứ nói ra là lời thiền sư. Nhưng mà chúng ta nói như kẻ mù mà nói về mặt trời tròn nóng. Cái đó chư tổ gọi là ăn đồm giải của cổ nhân là chỗ này. Nhà thiền ta la rất là mạnh, ta la nặng nề lắm ấy. Cho nên các vị thiện tri thức, đừng nghe ta thuyết không mà liền chấp lấy lẽ không. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu lấy tâm không mà ngồi thiền, tức vướng mắc vào chỗ tâm không
không nghĩ nhớ. Các vị thiện tri thức, cõi thế giới hư không bao hàm thể xác hình tượng muôn vật, mặt trời mặt trăng, tinh tú núi sông, đất đai suối nguồn, khe rạch cỏ cây rừng rậm, kẻ ác người hiền, pháp lành pháp dữ, thiên đường địa ngục, hết thảy biển cả núi non, thảy đều nằm trong hư không. Tánh hư không của người đời lại cũng như vậy. Có nghĩa là bản tánh của hư không nó không khác. Các vị là người đời, các vị là người tu, các vị là người giác ngộ, các vị là cái gì đó. Bản tánh hư không nó vốn là như vậy. Hư không vốn chứa hết tất cả muôn pháp. Và thật thể của tất cả vạn pháp là tánh không. Cho nên thật tướng của các pháp là không. Vì thật tướng là không cho nên nó mới có thể dung chứa tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Bởi vì hư không này có hình tướng làm sao có thể dung chứa được. Chúng ta có bao giờ hình dung được cái hư không không? Tôi nói thật với các vị, hình dung cũng không được nữa chứ đừng có nói. Chúng ta hình dung hư không là chúng ta thường thường chúng ta hình dung cái không gian của một trái đất chúng ta đang ở. Thường thường cái hình dung của chúng ta về hư không là như vậy, có đúng không? Cái trái đất của chúng ta như một lưng hư trần bay qua ánh sáng của cửa sổ. Cái không gian của trái đất nó cũng chừng ấy. Thì chúng ta hình dung nổi cái hư không này là như thế nào? Bởi vì trái đất của chúng ta chỉ là một cái quả địa cầu nhỏ trong thái dương hệ mà thôi. Là một cái hành tinh trong cái thái dương hệ. Mà thái dương hệ chỉ là một cái tiểu hành tinh rất nhỏ trong dải ngân hà. Và dải ngân hà là một cái tiểu hành tinh rất nhỏ trong một dải thiên hà. Thì chúng ta không thể nào hình dung được cả cái hư không này. Và cho dù thiên hà đi chăng nữa cũng không là cái điểm tận cùng của hư không. Cho nên để gọi là ý nghĩa về cái chữ không này nó ghê gớm vô cùng. Cho dù chúng ta nằm trong khái niệm tưởng tượng thôi, chúng ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nhớ là như vậy. Nhưng mà về bản chất của tất cả, khi chúng ta chứng ngộ hay là chúng ta thành Phật, thì cái khả năng của chúng ta nó nằm cả hư không này. Nó không có giới hạn, nó không có ngằn mẻ. Và chính cái hư không này nó vốn là không. Thật tướng của tất cả các pháp là không. Cho nên nó mới linh động tồn tại tất cả các pháp ở trong đó. Nó là như vậy. Nếu nó có một hình tướng cố định thì không thể có cái gì tồn tại cái thứ hai được. Dù cái ly này nếu là nó đặc thì làm gì có thể chứa được nước. Nó muốn chứa được cái gì đó là nhờ cái tính không của nó. Và tính không cố định của nó là nó vốn đổi thay. Nó có thể chứa nước mà nó cũng có thể chứa axit. Nó chứa cái gì cũng được cả. Nó chứa chè ăn cũng được. Nó chứa cát đá cũng được. Đó là linh động. Nó không bị giới hạn và lệ thuộc bởi tất cả một thuộc chất nào được chứa trong nó. Và bản chất của nó vốn là vậy, không đổi. Cho dù chứa axit nó cũng thế, mà chứa đất nó cũng vậy, chứa vàng nó cũng thế. Chúng ta phải thấy rất rõ nó là vậy. Các vị thiện tri thức, tự tánh bao hàm muôn pháp nên gọi là lớn. Cái này ngài cũng muốn giải thích chữ Maha đó, là lớn là đại á. Muôn pháp ở trong tánh người, nếu thấy hết thảy kẻ ác người hiền mà lòng không vướng mắc, cũng chẳng chê bỏ, cũng chẳng đắm nhiễm, tâm như hư không, như vậy là lớn nên gọi là Maha. Maha của trí tuệ nha. Maha của trí tuệ, Maha của tánh không, Maha của thật tướng các pháp. Cái Maha đó đó. Các vị thiện tri thức, người mê chỉ nói miệng, người trí tâm thực hành, lại có người mê giữ tâm không mà ngồi thiền, đối với trăm việc đều không nghĩ đến, tự xưng là lớn. Những người như thế chẳng thể cùng luận bàn, vì họ đã rơi vào trong tà kiến, tức là chấp không. Vậy thì cái ý này nó cũng giải thích giống như cái trên đó. Cái câu là nếu lấy tâm không mà ngồi thiền, tức vướng mắc vào chỗ tâm không, không nghĩ nhớ. Cái này nó cũng giải thích về cái này. Tức là có nghĩa là ngài không muốn cho chúng ta chấp vào cái không ngơ, cái không là ngộ nhận về không.
chứ không phải là cái không là thật tướng của không là trí tuệ bát nhã. Ngài không muốn cho chúng ta rơi vào trong vậy. Một người ngồi thiền mà rơi vào tâm không, mà không này là ngoan không như vậy, sẽ đi đến cái hôn trầm, cái vô minh. Cái không bằng cách đó dễ đi vào trong tà kiến. Không mà biết rất rõ là tâm không, tâm hằng tĩnh lặng nhưng mà hằng sáng, hằng biết. Cho nên khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói với Tổ Huệ Khả về cái câu hỏi trắc nghiệm sau đó, Ngài mới nói là liễu liễu thường tri á. Tức là không phải rơi vào trong cái chấp không, cái ngoan không, cái đoạn tận không, mà liễu liễu thường tri là hằng biết như vậy, hằng tỏa sáng như vậy. Cho nên cái biết dĩ nhiên là cái không mà không rơi vào trong vô minh, trong không biết gì. Không phải đạt đến cái không là không biết gì hoặc là không ngơ. Nó là như vậy. Các vị thiện tri thức, tâm rộng lớn biến khắp pháp giới, dùng đến thì rành rẽ phân minh, ứng dụng liền biết hết thải. Hết thải là một, một là hết thải, đến đi tự do, tâm không ngăn ngại, tức là bát nhã. Một là hết thải là một, này là tư tưởng của Hoa Nghiêm. Và cái công án này cũng chính là những vị thiền công án là tất nhất thiết pháp quy nhất, nhất quy hà xứ, là chỗ này. Tất cả pháp quay về một, một về chỗ nào. Đây là một trong những công án của người tu thiền. Vì vậy hết thải muôn pháp là một, một là hết thải. Và tư tưởng này nó được gói ghém qua câu là tất cả các thế giới nó gom trên đầu một sợi lông như vậy, và sợi lông vậy mà chứa trùm đến tất cả các thế giới. Tức là một cái ý tưởng một là hết thải, hết thải là một, tức là để nói đến cái không hai không khác của tất cả các pháp trên cuộc đời. Tất cả các pháp nó chỉ là tùy duyên hiện tướng, bản chất nó là không hai không khác. Thế giới này có tan hoại hay là thế giới này còn, cái chuyện đó không quan trọng, mà bản chất của tự thân của tất cả các pháp nó mãi là như vậy. Nó không có khác nhau. Tùy duyên mà nó là đóa hoa, tùy duyên mà nó là cọng rác, tùy duyên nó là cục đất, tùy duyên nó là bụi bay, nó là như vậy. Tùy duyên là cục nước đá, tùy duyên là hơi nước, tùy duyên là máy bay, tùy duyên là nước nóng, tùy duyên là nước lạnh. Tất cả các pháp chỉ là tùy duyên, ẩn hiện nó là như vậy, phải không? Các vị thiện tri thức, hết thảy trí bát nhã đều do tự tánh sanh ra, chẳng từ ngoài vào, chớ nên hiểu sai. Như vậy gọi là tự ứng dụng chân tánh. Một lẽ chân thật, hết thảy mọi lẽ đều chân thật. Tâm lượng rộng lớn, chẳng làm việc nhỏ nhen. Đừng nên suốt ngày miệng nói lẽ không, mà trong tâm chẳng tu hạnh này. Khác nào dân thường tự xưng mình là vua, rốt cùng chẳng thể được. Người như vậy chẳng phải là đệ tử ta. Các vị thiện tri thức sao gọi là bát nhã? Bát nhã nghĩa là trí tuệ nơi mọi, ở mọi nơi mọi lúc, trong mọi niệm tưởng đều chẳng ngu mê, thường sáng trí tuệ, tức là hạnh bát nhã. Một niệm ngu mê thì bát nhã dứt mất, một niệm trí huệ bát nhã tự sanh. Người đời ngu mê chẳng hiểu bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu mê. Miệng thường nói ta tu bát nhã, mỗi niệm đều nói lẽ không, mà chẳng thật hiểu chân không. Bát nhã không hình tướng, chính là tâm trí tuệ. Nếu hiểu như vậy tức là trí bát nhã. Cái này cũng nhằm lặp lại những ý trên mà thôi. Ngay cái câu dùng một niệm ngu mê thì bát nhã dứt mất, một niệm trí tuệ tức bát nhã sanh. Cái câu này nói nó qua cái nghĩa của cái dụng rồi. Sự thật ra đó, cái niệm ngu mê thì tự ngu, còn tánh bát nhã nó vốn tự vậy. Chỉ là do chúng ta không thấy, chứ không phải là bát nhã nó mất đi. Cho nên cái mê thì chúng ta cứ mê, chúng ta là mê của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, kiện kệ chúng ta. Nhưng mà tánh bát nhã này nó không bao giờ nó mất. Nó không do ở nơi Đức Phật mà nó có, mà cũng không phải do ở địa ngục mà nó mất. Nó chẳng phải vô thường như thế. Nó có hay nó mất không phải do điều kiện, mà nó vốn sẵn có. Còn con người chúng ta vốn có mê, có giác là chuyện của chúng ta.
trời có lúc quang đãng, trời có lúc có mây, đó là quy luật. Con người chúng ta có mê có giác, nhưng mà tánh giác không không thay đổi. Cho nên cũng trong kinh này Tổ Huệ Năng có nói niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Như vậy chúng sinh vốn tự là Phật, tại mê mà làm chúng sinh mà thôi. Nếu đứng về mặt lý luận nó phải là như vậy. Cho nên cái tính Phật, cái trí bát nhã này nó không có có hay là mất theo điều kiện, mà có hay mất do tùy cái mê ngộ của chúng ta, do chúng ta có nhận ra được hay không là tại chúng ta. Còn nó vốn vẫn là vậy á, muôn đời nó vẫn là vậy á, nhận ra hay không là tùy chúng ta. Chúng ta dịch như thế này, một niệm ngu mê thì bát nhã dứt mất, câu này nó không phản ánh được ý tưởng kinh này. Chúng ta có phải do một cái dịch thoát khác thì chúng ta dễ nhận ra hơn. Nó làm như vậy chúng ta thấy giống như trí bát nhã vô thường và sinh diệt theo điều kiện là như vậy, nó không phản ánh được tư tưởng chính của nó. Cho nên ở đây rất có thể là do chúng ta dịch chân thật quá, chúng ta sử dụng nó như vậy. Rất có thể những bản dịch khác có thể về tham khảo lại, chúng ta xem những bản dịch khác, những đoạn này có thể người ta dịch một cách thoát ý đi, thì chúng ta sẽ dễ nhận ra ngay cái đoạn này hơn. Không, hôm nay thời giờ học đến đây chúng ta kết thúc, chúng ta dừng buổi học đến đây, lần sau chúng ta học tiếp. Mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên Pháp